năng lượng, đúng không ạ? Thì tôi cũng đã giải thích lại cũng như là có những cái trao đổi và làm rõ giúp cho các bạn trong lớp để hiểu được. Thế còn trong các cái nhóm trình bày thì chúng ta sau khi mà thầy đã có những cái comment rồi có những cái trao đổi thì nhóm cũng sửa lại theo các cái nhận thức mà mình đã thay đổi cũng như là những cái cập nhật và gửi lại slide lên trên nhóm để sau này thầy sẽ hoàn thiện, thầy sẽ chấm. Thế còn lại là điểm của nhóm thì thầy cũng sẽ cân nhắc dựa trên các cái kết quả mình đạt được. Thế còn một cái ý nữa là liên quan đến, và thầy cũng nói từ đầu đấy, tức là chúng ta sẽ lấy cái này là điểm thi giữa kỳ. Tôi sẽ không tổ chức thi giữa kỳ cho các em mà chúng ta sẽ dựa trên cái kết quả này. Thế còn như hôm trước có một số bạn chúng ta bị đánh giá là không đạt hoặc là chưa đạt về trong quá trình tham gia đó, bởi vì cái cách tổ chức là chúng ta phối hợp, không phải chỉ mỗi cái nhóm trình bày chúng ta chủ động chúng ta làm đâu, mà cách làm của thầy cũng như là chúng ta đã trao đổi từ đầu, chúng ta mong muốn là gì, là tất cả chúng ta phải chủ động trong việc mà đọc tài liệu cũng như là tìm hiểu thêm đấy, để chúng ta, thứ nhất là chúng ta sẽ làm được nhanh hơn, thứ hai nữa là dễ hiểu bài hơn. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ bị động, cứ nghe theo một phía, từ thậm chí là trước đây thì là thầy giảng thì các em cứ bị động các em nghe, thế còn bây giờ các bạn trình bày còn khó hiểu hơn nữa, như một số bạn cũng có trao đổi là nếu các bạn trình bày thì sẽ khó hiểu. Tuy nhiên là các em cũng yên tâm là, và bản chất là các cái nhóm trước đây thì qua quá trình trình bày thì thầy cũng đã hỗ trợ cho các nhóm để chúng ta, để các bạn để hiểu được được bài. Tuy nhiên nếu như chúng ta có sự chuẩn bị tốt, phối hợp tốt thì nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ hiểu bài sâu hơn. Thì đấy là cái mà chúng ta cũng cần lưu ý, bản thân các nhóm, các cá nhân cũng phải cần lưu ý việc đó để nó phối hợp được. Chứ còn không là chúng ta sẽ rất là khó hiểu nếu chúng ta dùng theo cách bị động trước đây mà chúng ta tiếp cận. Ví dụ như thầy giảng đã khó hiểu rồi, nếu sinh viên mà dạ mà trao đổi những trên đấy thì càng khó hiểu hơn. Chính vì đó một số các bạn comment là đúng, nhưng mà đấy do chúng ta phải cách điều chỉnh, chúng ta phải điều chỉnh cách học thôi. Chúng ta phải thay đổi lại, chúng ta phải chủ động trong việc đọc tài liệu, tìm hiểu thêm những thông tin, và các bạn đã gửi lên nhóm thì chúng ta cũng đọc trước, chúng ta đe xem trước, và chúng ta khi các bạn trình bày thì chúng ta trao đổi ngay, hoặc là sau đó chúng ta đặt câu hỏi, chúng ta chưa hiểu đặt câu hỏi. Như vậy thì nếu chúng ta làm tốt việc đó thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Đấy, thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Chứ còn cái cách bị động tôi khẳng định luôn, như thời chúng tôi học cũng thế thôi. Những cái môn này là những môn khó, cũng giống như kỹ thuật nhiệt, giống như cơ học chất lưu, nhưng một đây là một số cái môn mà gọi là cơ sở ngành, mà nếu chúng ta bị động thì chúng ta không đọc tài liệu thì rất 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 khó hiểu. Đấy, vì vậy là đâu đó như cái cách tiếp cận như vậy thì nó đã thay đổi. Nhưng và không phải môn này đâu mà các môn khác sau này cũng sẽ thế thôi. Đấy là cái tiếp cận chung, và chúng ta phải thích nghi. Có lẽ là có những bạn thì có những môn mà bắt đầu lên đại học mà chúng ta tiếp cận thì nó sẽ càng khó thích nghi hơn nữa, bởi vì chúng ta đang học ở phổ thông, bây giờ chúng ta vẫn đang là, tôi không biết là như thế nào, nhưng thời bọn tôi thì các thầy cô vẫn cứ giảng bài sinh viên ở dưới nghe được, nghe nghe thế thôi. Thì với đại học thì từ trước đến nay, và thậm chí các nước, các trường nổi tiếng trên thế giới, người ta cũng không không làm như thế. Chỉ có giáo dục Việt Nam ta trước đây chúng ta vẫn làm câu chuyện là giảng viên giảng cái gì, sinh viên đọc học cái đó thôi. Đấy, thì bây giờ trên thế giới thì đương nhiên nó làm từ lâu rồi, còn chúng ta cũng phải thay đổi. Và đặc biệt là với đại học chúng ta phải thay đổi. Chứ còn với cấp 3 thì tôi cũng không biết là hiện nay thay đổi mức nào, nhưng mà tôi một vài năm trước thì tôi thấy là cũng 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 các bạn gặp khó khăn. Đấy, nhưng mà rõ ràng là đến bây giờ, cái thời điểm như bây giờ, thứ nhất là cái thời lượng nó sẽ nó tức là cái thời gian giảng nó ngắn đi, mà chúng ta vẫn bằng cách truyền thống thì sẽ cái khối lượng rất là khó để đạt được, hoặc nếu đạt được thì chúng ta cũng không không nắm được rõ nếu chúng ta không chủ động. Thì bằng cách nào đó chúng ta cũng phải chủ động đọc tài liệu cũng như tìm hiểu thêm. Đấy. Và nhưng chỉ có điều là thời điểm bây giờ nó có thuận hơn chúng ta rất nhiều, là các cái thông tin trên trên các cái trang web rồi những cái dữ liệu lớn chúng ta rất là nhiều. Vì vậy là nếu chúng ta chịu khó tìm hiểu thì chắc chắn điều ấy sẽ không khó.
thậm chí là âm thanh hình ảnh. Ngày xưa tôi học vẽ 3D, vẽ 2D, vẽ trên bảng ấy. Thầy vẽ xong là một hình hết cả một giờ, một tiết. Đấy. Thì bây giờ nó còn có những hình vẽ, những cái mô phỏng. Nó rất là tiện cho chúng ta, thì chúng ta cố gắng chúng ta tìm hiểu. Tất cả đều có trên YouTube, trên Google, nó đều sẵn có, chúng ta phải tìm hiểu. Và các cái buổi học này với trao đổi với thầy, với các bạn là một cái cơ hội để chúng ta trao đổi. Các em mạnh dạn nên các em trao đổi, hỏi, thắc mắc, nó mới tốt nhé. Thì cố gắng phát huy theo hướng đó, và các em càng hỏi nhiều, càng thắc mắc nhiều thì tôi mới thấy là hiệu quả. Chứ còn nếu chúng ta thắc mắc ít, hỏi ít thì chắc chắn là không hiệu quả. Và như vậy thì muốn hỏi nhiều và thắc mắc nhiều, chúng ta chỉ cách chúng ta đọc tài liệu trước, tìm hiểu trước, cũng như là nghiên cứu trước các cái bài trình bày của các bạn thôi nhé. Thì hôm trước thì tôi cũng đã làm rõ cho các bạn về phần phương trình động lượng và phương trình năng lượng, là thế nào là phương trình năng lượng, thế nào là động lượng thì ứng dụng như thế nào, và mô tả trong cái ứng dụng các cái thành phần đó, cho các thành phần trong phương trình đó đối với một thiết bị cụ thể. Đấy là cái ý nghĩa rất quan trọng, bởi vì cái phương trình chúng ta đưa ra mà chúng ta không biết ứng dụng như thế nào, các thành phần đấy là như thế nào trong một cái thiết bị cụ thể thì nó hoàn toàn không có ý nghĩa. Hoặc là khi các em đi làm, các em sẽ có một cái khoảng cách giữa giữa cái phần lý thuyết và cái phần thực tế là như vậy. Đấy, nên ví dụ như chẳng ngay cả bản thân tôi trước đây học xong, mình không biết là phương trình Bernoulli ứng dụng vào cái bơm như thế nào. Thế thì sau này biết là đấy, nó từng thành phần nó như vậy, ví dụ trong cánh bơm, trong buồng bơm, đấy, rồi trong tuabin như thế nào, phương trình năng lượng trong tuabin như thế nào, sinh công của quá trình sinh công của hơi, giãn nở hơi, sinh công, tăng tốc, tăng áp, rồi biến đổi giãn nở năng lượng, thay đổi xin lỗi là biến đổi năng lượng về entropy, xin lỗi enthalpy như thế nào để sinh công kỹ thuật, rồi trở lực là cái gì, thế nào để nó hữu ích nhất. Đấy, thì như cái phương trình như hôm trước tôi đã giải thích chúng ta ấy, thì từng công đoạn một, từng giai đoạn một với trong tuabin thì ở phần cánh tĩnh như thế nào, phần cánh động ra làm sao, vân vân, trong lò hơi thì như thế nào. Đấy, thì cái phương trình nó ứng dụng cho từng một cái công đoạn một, và sau này khi các em gặp vấn đề thì các em sẽ hình dung ngay ra được là đấy, ví dụ như tại sao lò hơi lại nổ nổ ống đấy, và nổ ống thì do nguyên nhân gì, đúng không ạ? Bản chất là quá trình mất cân bằng năng lượng, tôi nổ ống nhưng quá trình mất cân bằng năng lượng lúc đấy là gì, cái lượng nhiệt sinh ra, cái Q cấp vào ấy nó quá lớn, sau đó là cái Q mà gì ấy, mà nước mang đi, hay là thiếu hơi nước, thiếu nước vào thì nó không mang đi được, giải nhiệt được cho ống, và nó tăng gì ấy, nó sinh ra hơi quá nhiệt quá lớn và tăng áp, tăng nhiệt độ, tăng áp, đúng không ạ, tăng enthalpy trong dòng hơi dẫn đến tăng áp và nổ ống. Đấy. Rồi một cái nguyên nhân nổ ống thứ hai nữa là gì, đầu tiên là mất cân bằng năng lượng, đúng không, thứ hai là gì, là để xảy ra quá trình mất cân bằng năng lượng đó là do cái gì. Đấy, thì có thể là do quá trình đốt chúng ta quá lớn, rồi do ống quá mỏng, vân vân. Đấy, thì lúc đó bắt đầu mới ra các cái bắt bệnh tiếp theo, được chưa ạ? Chúng ta cứ áp dụng phương trình vào, chúng ta thấy là mất cân bằng năng lượng gây nổ ống nguyên nhân là do cái gì, do mất cân bằng năng lượng. Nhưng cái mà mất cân bằng năng lượng đó thì lại do cái nguyên nhân gì xảy ra thì lại phải mổ vào chi tiết hơn một tí nữa. Đấy, như tôi vừa nói, nó có mấy trường hợp đấy, thì bắt đầu mình mới bắt được đúng bệnh, mà khi bắt đúng bệnh rồi thì một kỹ sư chúng ta là phải có giải pháp cho nó. Nếu đúng bệnh hoặc là thậm chí là một trong hai ba trường hợp bệnh đấy thì phải lúc ý lại phải gì ạ, lại phải bằng cách là gì, nội suy hoặc là loại trừ, thì sau đó mới ra được cái bệnh chính, và thậm chí là không ra được, nó chỉ ra hai cái trường hợp khác nhau, không bắt được chính xác một bệnh thì lại phải thử nghiệm đấy, và cộng với những cái hiện tượng khác nữa thì chúng ta có thể được chính xác bệnh. Và khi càng chính xác bệnh thì cái rủi ro, cái việc thử nghiệm chúng ta sẽ ra sửa chữa rằng rút ngắn, và rủi ro của cái việc mà và chỉ cần một cái mà chúng ta bắt được đúng bệnh mà chúng ta chữa được cho cái đó, thì thực tế ra là một trong nhà máy nhiệt điện, cái hình dung là một năm của nó là vài nghìn tỷ, thì câu chuyện mà chúng ta lấy được vài tỷ để thu nhập cho một cái giải pháp đó nó hoàn toàn rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. Đấy. Nên cái hình dung là đó mới là những cái mà người kỹ sư chúng ta cần cái đó, chứ không phải là vận hành là của một ông công nhân. Đấy. Nhưng mà xử lý những cái sự cố, làm giảm thiểu những sự cố, đưa ra những cái giải pháp thì là người kỹ sư.
mà muốn kỹ sư làm được thì phải hiểu được bản chất của lý thuyết và thực tế. Đấy, thì những cái mà như tôi nói về cái áp dụng phương trình ứng dụng là như vậy, để chúng ta giải được những cái vấn đề thực tế đó và giải quyết được vấn đề thực tế đó thì chúng ta mới có cái giá trị gia tăng cao và lương nó mới cao được. Người ta tính theo 1.000 đô một giờ một, chứ không phải tính theo vài trăm đô một giờ, chứ không phải là tính theo tháng theo năm như chúng ta đã đi làm công, được chưa? Đấy là cái mà tôi mong muốn là như vậy, bởi vì bản chất là từ những năm 2004 hay năm mà tôi đã phải thuê những chuyên gia, thực ra người ta cũng chỉ là người công nhân thôi, nhưng người ta có những cái kiến thức hoặc là có cái độ nhạy về kiến thức tốt, có nền tảng về về mặt lý thuyết, người ta giải quyết được những cái vấn đề khó. Thậm chí là thời điểm đó là đi làm một tháng lương của tôi nó chỉ loanh quanh khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu, mà tôi thuê lúc đấy tôi thuê nhân công bậc cao một ngày hoặc chuyên gia một ngày cũng có thể 2 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu một ngày. Đấy. Thì đấy là những cái mà chúng ta phải hướng tới, cái đó thì mới được nhé. Mà tất cả nó đều nằm từ cái cơ sở là từ lý thuyết các em ạ. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái lý thuyết bản đúng bản chất và hiểu được sâu bản chất thì mới giải được những đó, và đấy là những cái ca bệnh mà cần những kỹ sư chúng ta thì nó mới ra giá trị được lớn, và lúc đó chúng ta mới người xã hội mới cần những người như thế, cần những người như thế, và chúng ta làm như thế hiệu quả nó mới cao, trở thành những chuyên gia như thế lương nó mới cao, hiệu quả làm việc nó mới cao được, chứ còn đi vận hành thông thường thì không bao giờ. Tất nhiên là cũng không phải mong tất cả lớp chúng ta sẽ trở thành như vậy, nhưng trong chúng ta sẽ nhiều người, bởi vì chúng ta chuyên sâu về nhiệt lạnh. Bây giờ những cái việc thông thường các em thì của chúng ta nhiệt lạnh thông thường như tôi nói, ví dụ như lạnh hoặc là nhiệt mà ở mức độ như công nhân vận hành thôi, thì thậm chí cơ khí rồi điện nó cũng làm thay của chúng ta đấy. Và thậm chí chúng ta cũng có thể sau này chúng ta có thể ngoài cái việc nhiệt này chúng ta cũng phải làm thay cả cái việc của bên cơ, bên khí cơ khí và bên nhiệt, bên bên điện nữa, những cái công việc đơn giản. Đấy, còn những công việc phức tạp thì vẫn phải chuyên sâu là kỹ sư điện và kỹ sư cơ khí. Đấy, như vậy thì nói như vậy để các em hình dung là chúng ta phải hiểu sâu được lý thuyết. Khi hiểu sâu được thuyết, cái trước đây mà chúng ta vẫn thấy điểm cao á, những môn này điểm cao chưa chắc đã phải là ra làm giỏi được, bởi vì cái mà em phải link được cái từ cái lý thuyết đó sang cái thiết bị thực tế, như ví dụ mà chúng ta giải thích được, thì lúc đó chúng ta mới 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 mới, mới đạt được cái mục tiêu của chúng ta. Để nói như vậy để các em hình dung nhé. Như vậy là chúng ta đã đi được bốn cái nội dung chính lớn đúng không ạ? Thứ nhất là phương trình liên tục này, năm xin lỗi năm phương trình, năm cái nội dung lớn là phương trình liên tục, phương trình gì ạ? Bernoulli, rồi phương trình Bernoulli cho hai dạng, rồi phương trình năng lượng, phương trình động lượng. Đấy. Và như vậy thì chúng ta tiếp theo hôm nay buổi nhóm 6, hôm nay cũng sẽ cố gắng làm sao nhóm 6, nhóm 7 chúng ta trình bày cơ bản. Nhóm 6 trình bày xong và nhóm 7 trình bày cơ bản. Như vậy chúng ta sẽ còn buổi này buổi sau nữa chúng ta sẽ xong. Và như vậy thì sau đó chúng ta sẽ phải đi thí nghiệm, bắt đầu thí nghiệm từ tuần 12, 13 gì đó, 13 sao. Đấy, thì không biết là tôi sẽ xem lại xem là cái thí nghiệm chúng ta sẽ nhà trường sẽ có hướng như thế nào thì để tiền tính không lùi lại, cái tuần 13 tuần sớm nhất của môn này để chúng ta bắt đầu thực hiện cái thí nghiệm được sau khi chúng ta học hết những cái phương trình này, và sau đó là chúng ta có hai phần nữa là phần ứng dụng, các cái bài tập ứng dụng cho phần thủy và phần khí, thì có lẽ là phần thủy tôi sẽ dạy, còn phần khí thì An cũng sẽ hỗ trợ thêm, bởi vì tôi thì khá bận nên là tôi sẽ nhờ thầy An sẽ hỗ trợ thêm 1-2 buổi cho cái phần khí. Rồi xin mời nhóm 6 đi ạ. Các em có trao Cảm đổi ơn gì anh. không ạ? Các cái nhóm khác trong lúc nhóm 6 bắt đầu chiếu đi ạ, thì các bạn khác có ý kiến gì, có mong muốn gì không, có thay đổi, có xin lỗi là có đề xuất gì không ạ? Thầy thầy cho em điểm danh bù không? Nãy em vào muộn ạ. Rồi tôi biết rồi, lúc sau đi nhé. Rồi thì xin mời nhóm 6 đi ạ. Vâng ạ, em đây này. Mọi người có nghe thấy tiếng mình nói không ạ? Có anh ơi. Được rồi anh ơi. Ok. Rồi, chào mọi người. Thì chúng ta đã đi qua được, mình đã là nhóm 6 rồi, vậy thì là đã qua được cái phương nhóm 4 và nhóm 5 rồi. Các nhóm trước đã đi qua thì họ đã nói được cái phương trình Bernoulli và cái phương trình năng lượng. Vậy thì hôm nay nhóm mình sẽ nói đến về cái phương trình năng lượng dạng cơ học.
Như ở cái góc trái màn hình của đây thì mình sẽ có cái cụm tuabin máy phát. Nó sẽ là cái cụm mà thể hiện được là cái phương trình này nó áp dụng rất là nhiều trong cái chuỗi này. Đây sơ qua là về những cái thành viên của nhóm mình. Mình Tú này, bạn Quang Minh với cả bạn Hoàng Quân. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái bài của mình nhá mọi người. Đây, như các bài khác thì chúng ta sẽ đi đặt vấn đề này. Tiếp theo chúng ta sẽ phải đi qua những từng giai đoạn, như giống như là bạn trai của giả sử Hiền có bạn trai ấy, thì bạn trai cũng phải đi qua từng bước đúng không ạ? Đây, bước 1 thì chúng ta sẽ nói là đặt vấn đề ấy. Cái thứ hai nữa là mình sẽ nói về là cái viết ra là cái phương trình năng lượng dạng cơ học của nó này. Thứ ba nữa là cái ứng dụng thực tế của cái phương trình này. Và phần thứ tư mình sẽ là tổng kết lại những cái gì mà mình đã nói. Ok, đến phần thứ nhất về cái phần đặt vấn đề và cái phần những cái khái niệm đó, thì để hiểu được cái đặt cái vấn đề ra ấy, thì chúng ta phải trả lời được ba cái câu hỏi này. Thì cái phương trình năng lượng dạng cơ học của nó là gì này, vậy tại sao chúng ta lại phải học nó, thế thì học nó thì cái học phương trình này như thế nào, những cái bổ trợ cho cái phương trình này ấy, thì chúng ta phải biết được rằng là khái niệm về cái phương trình năng lượng này là gì này, và các đơn vị và các thứ nguyên của nó mà nhóm 5 đã trình bày rồi đấy. Tiếp theo nhá. Ok, vậy thì ở đây thì ta sẽ có ba cái câu hỏi lớn mà chúng ta đã đặt ra từ cái slide trước ấy. Thì cái phương trình, cái dạng cơ học của phương trình năng lượng này là gì này, tiếp theo thì tại sao chúng ta lại phải học nó. Cái ngành của chúng ta rất là thuần, nó rất là hay, là đều phải học qua những cái thiết bị, gồm xoay quanh những cái thiết bị như là thiết bị trao đổi nhiệt và các thiết bị động lực. Đấy. Ở đây thì cái phương trình năng lượng mà dạng cơ học ấy thì nó sẽ được áp dụng cho những các thiết bị trao đổi, các thiết bị động lực. Còn những cái thiết bị trao đổi nhiệt ấy, cái phương trình dạng năng lượng dạng nhiệt học ấy thì sẽ áp dụng cho các thiết bị trao đổi nhiệt. Đấy, cụ thể như là các thiết bị trao đổi nhiệt như là dàn bay hơi này, dàn ngưng tụ hay là thác giải nhiệt mà chúng ta đã học, chúng ta đã biết. Còn các thiết bị động lực thì ở đây sẽ có là bơm, quạt, máy nén và các tu bin này. Ok, thế vậy thì để học nó thì chúng ta phải học nó như thế nào nào? Thứ nhất thì chúng ta luôn luôn phải viết ra được là cái phương trình năng lượng này, dạng cơ học này, cái phương trình năng lượng này. Tiếp theo là chúng ta sẽ giải thích về những cái khái niệm đó. Chúng ta giải thích và chứng minh những khái niệm đó. Thứ bước tiếp theo là chúng ta sẽ là cái ứng dụng của nó. Sau cùng là tổng kết lại. Đó, mình sẽ next slide. Ok, cái phương trình nhóm 5 ngày xưa đã trình bày rồi đấy. Thì về cái phương trình năng lượng, ở đây thì cái công kỹ thuật do mà cái chất lưu sinh ra hoặc là nhận vào do qua các máy thì tỷ lệ thuận với cái độ biến thiên của động năng, thế năng và áp năng và công ma sát của dòng. Cái dấu trừ này ở đằng trước cái phần công kỹ thuật này ấy, nó thể hiện cho cái năng lượng tăng khi mà chất lưu được nhận công, cụ thể là những cái thiết bị như là bơm, quạt hay máy nén. Còn dấu trừ này lại còn thể hiện khi mà năng lượng giảm, khi mà chất lưu sinh công liên tục lên cái trục máy của tuabin đấy. Đó. Ok. Để cái phần này, cái phương trình đây mình sẽ giải thích các đại lượng. Và cái phương trình này mình lưu ý cho các bạn nhé, mình chỉ viết cho cái 1 kg vật chất nhá. Thế nên là mình có đơn vị là kg đây nhá. Kilojoule trên kg. Vậy thì cái công kỹ thuật này thì nó sẽ là kilojoule trên kg. Còn cái C này thì như những cái bài trước mà có vài nhóm mắc lỗi ấy, đấy chính là cái vận tốc đấy, mét trên giây. Còn cái G này chính là gia tốc chặng trường. Cái gia tốc thì nó sẽ là mét trên giây bình. Còn cái độ cao thì mình sẽ chọn là mét. P chính là áp suất đây. Áp suất này chính là theo Pascal. Còn rho này bạn nào còn nhớ không ạ? Cái rho này mình ngày xưa mình rất là không biết là cái rho là cái gì, bởi vì là mình sẽ gọi đó là khối lượng riêng nha các bạn. Đây là khối lượng riêng. Còn cái công ma sát đây, công ma sát của cái dòng ấy thì sẽ là kilojoule trên kilogram. Tiếp theo
Thì không biết là các bạn có bị nhầm lẫn như mình không? Ngày xưa thì mình hay bị nhầm lẫn giữa cái việc là phương trình Bernoulli và cái phương trình cơ học này. Nó tại sao nó lại cái sự nhầm lẫn, nó kiểu có sự na ná với nhau. Đây, bên phải của mình chính là phương trình Bernoulli và bên trái của mình chính là cái phương trình năng lượng cơ học. Đó, mọi người hãy xem qua một chút về video thì mình sẽ cho nó về cái bơm. Đó, nước vào và cái bơm đẩy lên. Từ cái sự khác nhau của hai cái phương trình này ấy, đó là cái phương trình Bernoulli nó chỉ là áp dụng cho những cái đường ống khi mà cái môi chất chạy qua cái đường ống mà không đi qua cái thiết bị nào. Còn cái phương trình năng lượng này thì sẽ áp dụng cho cái chất lưu khi mà đi qua các thiết bị động lực. Xem hết video. 1.2 ở phương trình Bernoulli đây, không đi qua cái thiết bị nào. Đó. Lưu ý là nó không bị kiểu bị cập hay là bị tổn thất gì. Đó. Tiếp theo là vậy thì tổng kết lại ấy, thì cái phương trình Bernoulli sẽ tính cho những cái mà chất lưu nó đi qua cái đường ống mà không đường ống thẳng, không có đi qua thiết bị. Còn cái phương trình năng lượng thì dành cho tính toán qua cái đi qua những cái thiết bị các bạn nhé. Ok, đây thì đến cái phần chứng minh. Chứng minh ở đây thì cái nhóm 5 chúng ta đã giải thích rồi, cái form của cái phương trình năng lượng nó là ở đây như là ở phương trình 1 đây. Và các phương trình 2, 3 và 4, 5. Vậy thì cái phương trình 2 chính là tổng tổng nhiệt trao đổi ấy, thì sẽ là bằng cái công ma sát với cả cái công cái nhiệt môi trường, nhiệt trao đổi với môi trường. Cái phương trình thứ ba này chính là cái độ biến thiên của enthalpy. Còn cái thứ tư này thì cái phương trình tổng nhiệt trao đổi này sẽ là mình đi qua cái thiết bị đoạn nhiệt, thế nên là chỉ có vậy thì khi mà tổng bởi vì cái đi qua cái thiết bị trao đổi nhiệt đấy thì cái phương trình hai sẽ bằng không. Cái độ biến thiên cái nhiệt trao đổi với môi trường nó sẽ bằng không. Bởi vì nó đoạn nhiệt mà. Vậy thì cái thứ năm này chính là cái thể tích riêng thì bằng nghịch đảo của khối lượng riêng thôi. Sau khi mình thế 2 3 4 5 vào cái phương trình thứ nhất này ấy, thì ta sẽ được sau đó mình tích phân hai vế thì được phương trình cuối cùng là đây. Ta được gọi là đây là phương trình dạng cơ học của phương trình năng lượng ấy. Ok. Ở đây thì các bạn có thể thấy là cái ứng dụng của cái phương trình năng lượng dạng cơ học này trong cái tuabin. Cụ thể là cái hình trên cái hình này. Sau khi mà cái hơi nước mang đi qua cái tuabin ấy thì là sẽ sinh công khiến cho là cái vận tốc của dòng chất lưu nó bị giảm đi này, cái nhiệt độ đồng thời cũng bị giảm đi, và cái nữa là cái áp suất cũng bị giảm đi, thành ra là cái phương trình cơ học của dạng năng lượng này chỉ còn như cái trên hình vẽ này thôi. Đó, trên cái công thức này thôi. Mình sẽ bỏ qua cái độ cao của cái độ chênh chênh áp, cái độ độ chênh độ cao, bởi vì cái tầng bánh tuabin nó không lớn, không đủ thì mình coi như là mình sẽ bỏ qua nó đi, và cái độ ma sát coi như bằng không. Đó. Đây đúng không ạ? Tuabin ấy nó được gọi là cái này nó là thiết bị nhận công, và môi chất cái môi chất đi qua đấy chính là sinh công. Như đây thì mình sẽ nói về cái ứng dụng thứ hai, đó là ứng dụng chọn bơm. Như ở trên này đề bài nó đã cho là có cái hệ số ma sát này, có cái chiều dài của ống và cái phần hiệu suất của bơm. Sau khi tính toán thì ta sẽ tính được cái độ chênh cột áp ấy. Chính là cái công, sau đó mình sẽ phải tính ra cái công của bơm là ở bên dưới này là 92.000 kJ, kilowatt đó.
Vậy thì là ở trong nhà máy nhiệt điện ấy, cái phương trình này ứng dụng rất là nhiều trong cái nhà máy nhiệt điện. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây là mình sẽ phải là tính này, chọn công suất của bơm nước cấp này, bơm nước ngưng này, bơm tuần hoàn và bơm dầu làm mát, bơm dầu bôi trơn, vân 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 vân. Và ngoài ra thì phải tính toán quạt gió này, quạt hút khói này, quạt giải nhiệt động cơ này, hệ thống máy nén khí và các tính công suất của tua bin. Như vậy thì tổng kết lại thì cái phương trình cơ học dạng năng lượng này thì sẽ có như công thức ở trên hình này. Đó, mình sẽ không nói là trừ WTC, các bạn hãy tập trung vào cái slide nhá. Đó, mình slide mình cũng đã gửi lên trên nhóm lớp rồi ạ. Vậy ứng dụng cuối cùng của nó là dùng cho các máy động lực này. Đó, và mình sẽ phải chọn bơm những cái bơm quạt máy nén sau này ấy. Đấy là cái môn này rất là hay đấy các bạn ạ. Ok. Cuối cùng thì mình cảm ơn mọi người đã lắng nghe, và bây giờ thì mọi người hãy đặt câu hỏi cho nhóm mình, hãy suy nghĩ để cho mình có thời gian để chuẩn bị trả lời cho các bạn lần lượt luôn nhá. Vâng, bài thuyết trình của em đến đây là hết ạ. Rồi, cảm ơn nhóm 6. Vậy là nhóm 6 hình như có mỗi một người trình bày thôi hả? Thế còn các bạn khác, hai bạn cùng nhóm không thấy. Dạ vâng ạ, các bạn khác thì giúp em hỗ trợ em làm slide và làm nội dung ạ. Thế bạn khác làm cái gì? Có em với bạn Quân là làm slide. Dạ các bạn giúp em làm slide và làm nội dung ạ. Rồi, ok. Rồi, cái đấy việc của các bạn thôi. Nhưng mà có lẽ lần sau chúng ta phải phân ra để có thể tôi sẽ có thậm chí tôi ngắt giữa chừng để các em trình bày, để yêu cầu từng bạn trình bày. Cái đó thì qua rồi, tôi không nhắc lại nữa. Nhưng mà bây giờ mời các bạn cứ đặt câu hỏi đi. Sau đó thì có thể những bạn khác sẽ phải trả lời. Em thưa thầy và các bạn, thì em có một câu hỏi muốn đặt cho nhóm, đó là dạng cơ học của phương trình năng lượng thì các cái phương trình năng lượng ở chỗ nào? Với em xem ở phương trình cơ học thì tại sao lại không xuất hiện nhiệt lượng quý ạ? Thật là em có thể đặt lại câu hỏi hay là ghi ghi ra cái đoạn chat này được không ạ, để anh rõ câu hỏi hơn. Em ghi lại rồi, em ghi lại rồi. Các bạn khác trong nhóm cho nốt lại đi nhé. Rồi, câu Vâng. hỏi của bạn đơn giản thôi, tức là sự khác biệt giữa cái phương trình năng lượng và phương trình cơ học, phương trình năng lượng dạng cơ học nó khác nhau là cái gì, và thực ra là bạn vừa câu hỏi cũng vừa trả lời luôn còn gì nữa. Thôi được rồi, nhưng mà các bạn khác thì tiếp tục đi ạ, chúng ta gom lại khoảng một số câu hỏi. Các bạn ơi, cho mình hỏi là lúc nãy anh vừa đưa ra cái tua bin ấy, thì em muốn và đưa ra tua bin quạt để máy nén với các cái loại máy ấy, thì anh mới giải thích được cái tua bin, thì cho em hỏi là anh giải thích cả luôn mấy cái máy kia luôn được không? Rồi, tức là nhóm chúng ta mới giải thích tua bin, nhưng mà có lẽ phải giải thích kỹ hơn đấy, bởi vì các bạn cũng chưa hình dung được cái phần biến đổi cơ học trong tua bin như thế nào, mặc dù là thậm chí là buổi hôm trước thầy cũng đã trình bày rồi, đúng không ạ? Thứ hai nữa là đấy mới là tua bin, thế còn bơm và quạt thì sao? Đúng không? Thì cái phương trình đó nó bơm quạt và máy nén, đúng không? Máy nén các bạn nói là máy nén, thì máy nén sẽ biến đổi như thế nào, cũng đề nghị nhóm chúng ta trao đổi để làm rõ. Tiếp đi ạ. Dạ vâng, các câu hỏi của bạn rất là hay. Mọi người hãy cứ tổng hợp lại câu hỏi rồi mình sẽ trả lời lần lượt. Mình sẽ có thời gian để mình trả lời lần lượt luôn ạ. Tiếp tục đi ạ, để cho các bạn ấy còn có thời gian, các bạn chuẩn bị từng câu hỏi một. Anh ơi, anh cho em hỏi là đấu tranh của đất không biết là gì ạ? Rồi, bạn À, Thông. mình chưa nghe rõ bạn ơi. Em hỏi là độ chênh cột áp có nghĩa là gì ạ? Cái độ chênh cột áp, độ chênh cột áp các bạn hỏi đây là thế năng hay là gì đây, lúc ấy là hỏi đến độ chênh cột áp ở chỗ Đây, nào đấy à? Không, cái độ chênh cột áp này thì không có khái niệm đấy, bạn có thể hỏi rõ ràng hơn được không ạ? nay em thấy anh nói độ chênh cột áp mà anh giải À, thích chỉ từ có chút công thức ấy. khái niệm cột áp thôi bạn ơi. Thế là bạn cũng là lắng nghe đấy.
cụ thể đi cái đấy, tức là độ trễ của đáp chỗ cái MGH hay là P đúng không ạ, hay là áp năng hay là MGH là thế năng à, thông. Em hiểu cái câu hỏi của bạn ấy rồi ạ. Rồi, ok, thế thì hiểu rồi, không hỏi nữa. Tiếp đi ạ. Em thấy anh có nói qua lại giữa dạng cơ học của phương trình năng lượng với phương trình Bernoulli. Thì em hỏi là phương trình Bernoulli đấy có phải là dạng cơ học của phương trình năng lượng không? Vậy anh có thể nói lại cái dòng của cái dạng cơ học phương trình năng lượng là sao, là đi qua một cái thiết bị nào đấy. Cái dòng của phương trình Bernoulli là chỉ đi, anh nói chỉ là chỉ đi qua cái dòng một chiều thôi. Thì anh giải thích lại cho em cái phần đấy. Ok nhá, mình đã ghi được câu hỏi nhá. Cảm ơn bạn. Rồi tiếp tục nhá. Anh cho hỏi là không biết là phương trình dạng cơ học của phương trình năng lượng thì có khác gì với phương trình động lượng không? Rồi, khác biệt giữa phương trình năng lượng, phương trình động lượng và phương và dạng cơ học và phương trình Bernoulli đúng không? Rồi tiếp tục đi ạ. Câu hỏi của bạn. Nhưng mà phần chứng minh ra cái phương trình năng lượng dạng cơ học này thì không thấy các bạn ấy trình bày gì nhỉ? À Phú ơi. Dạ em đây ạ. Nếu mà em có hẳn một slide riêng, bọn em có hai slide gì ạ? Cái này thực ra là nhóm 5 hôm trước đã trình bày chứng minh rồi thầy ạ. Nhưng bọn em chỉ ghi lại công thức tổng quát thôi. Cách chứng minh vẫn thế à hay thế nào? Các bạn có thể chứng minh lại để làm rõ cho cái nhóm 5, có thể có một số bạn chưa hiểu thì sao? Vậy tí trong một trả lời với em sẽ chứng minh lại công thức đấy, với em có slide sẵn rồi. Nhanh thôi, chứng minh nhanh thôi nhé, chứng minh nhanh thôi. Bước ví dụ cân bằng như thế nào đó, xét một cái gì đó đúng không ạ, xét một cái gì đó và cân bằng năng lượng hay cân bằng lực hay là cân bằng vật chất vân vân đấy, ví dụ thế thì và biến đổi toán học như thế nào đó để ra được cái dạng như thế đúng không ạ? Nhá. Rồi tiếp tục đi ạ. Em muốn hỏi về cái chỗ tính P ở slide 11 ấy, anh viết hơi xấu. Anh giải thích lại hộ em. Tính P. Nhóm nghe rõ chưa ạ? Dạ vâng ạ, em nghe rõ rồi ạ. Rồi tiếp tục đi ạ. Còn câu hỏi gì nữa không ạ? Bạn cứ hỏi thoải mái. Rồi xin mời đến Hiền đúng không? À, trong cái slide thì anh ấy có nói là bỏ qua độ, bỏ qua ma sát VFF đấy ạ. Thì tại sao lại bỏ qua ạ? Và nếu mà phương trình cơ học thì cô thì độ nhất có ảnh hưởng gì không ạ? Ok, cảm ơn Hiền đã lên tiếng. Rồi, nhá. Các bạn, tôi muốn các bạn thật sự sôi động và coi như thầy như bạn các em à. Các em cố gắng làm sao chúng ta trao đổi trực tiếp và thầy sẽ là người hỗ trợ cho cả đôi bên đúng không ạ? Và thầy cũng được nghe. Cố gắng làm sao sôi động hơn nữa để nó chủ động. Tất nhiên có thể những nhóm trước chúng ta trình bày cũng có thể là chúng ta cũng chưa hiểu hết, đến bây giờ chúng ta coi như là lặp lại một hai lần đó chúng ta cũng đã hiểu phần nào rồi, hiểu phần nào nhé đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta bắt đầu làm rõ thì đâu đó nó cũng sẽ đỡ hơn. Thứ hai cũng rất là cảm ơn nhóm 6 đã trình bày. Có vẻ là nó chưa được tốt hẳn đấy, nhưng mà nó cũng có thể hấp dẫn hoặc là nó thu hút để các bạn ấy có những cái active để các bạn ấy có thể đặt những câu hỏi đúng không ạ? Còn ai câu hỏi đúng không ạ? Rồi nếu không còn câu hỏi nữa thì tạm thời nhóm chúng ta bắt đầu trả lời đi, bắt đầu trả lời được không ạ? Cho em xin tầm khoảng 5 phút được không ạ thầy? 5 phút. Rồi, thì cho các bạn 2 phút nữa, thì khoảng 10 giờ 12 phút, à, 1 giờ 12 phút chúng ta chờ các bạn một chút để các bạn trao đổi. Theo kinh nghiệm của tôi thì các bạn trình bày, các bạn lập luôn một cái như group, một cái nhóm Zalo đấy, các bạn chat luôn trên đó, phần ai là người trả lời câu này câu kia đúng không ạ? Rồi như tôi trả lời được câu này thì ông trả lời câu kia chẳng hạn thế đúng không ạ? Đấy.
Đúng đấy, cái câu của Hiền tôi nghĩ là các bạn nên làm rõ vì sao chúng ta bỏ qua cái WF và nếu mua chất khác thì sao, rồi quá trình đó là ở đâu, nếu ở đâu thì bỏ qua được, còn ở đâu thì không bỏ qua được, và trong trường hợp nào. Còn một cái máy gì, một cái thiết bị gì mà các em thấy rằng nó phương trình này có thể áp dụng được, hoặc là muốn làm rõ xem một cái thiết bị nào đó mà chúng ta thấy rằng là có thể áp dụng được hoặc không áp dụng được phương trình này không, đúng không, mà sử dụng môi chất nhé. Đấy. Ví dụ như là có bạn học điều hòa, sau này tới đây chúng ta định hướng chúng ta học điều hòa chẳng hạn, thế thì phương trình này có áp dụng được không, áp dụng như thế nào. Thậm chí các em có thể những cái câu hỏi liên quan khác liên quan đến ngành người ta nhé, các em có thể đặt câu hỏi nhé, chứ không cứ nhất thiết là ấy nhé các em nhé. Thầy cũng như các bạn sẽ hỗ trợ, nếu các bạn không hỗ trợ được thì thầy cũng sẽ hỗ trợ các em để giải quyết những cái vấn đề khác nữa. Tôi nói ví dụ chẳng hạn như là chúng ta những cái vấn đề thực tế chúng ta có thể gặp những cái vấn đề ví dụ như là tính toán trao đổi nhiệt, trao đổi chất vân vân trong các thiết bị sấy, thiết bị bơm quạt, máy nén, rồi máy lạnh, rồi điều xin lỗi rồi lò hơi, tuabin vân vân, thiết bị trao đổi nhiệt, tất cả những thiết bị đó sau này các em sẽ gặp hết, hoặc là ai đi làm rồi chúng ta gặp, chúng ta có thể đặt câu hỏi rồi trao đổi, đúng không? Một là để chia sẻ, hai nữa là những cái mà chúng ta đang gặp khó khăn thì thầy có thể hỗ trợ được thêm nếu như có thể, đúng không? Trong lúc chờ các bạn thì tôi cũng sẽ trao đổi thêm các em, tức là ngành ta thì liên quan đến rất nhiều, kể cả ngay cả công nghệ thông tin hiện nay IoT, cái gọi là 4.0 hay IoT cũng phụ thuộc vào ngành ta nhé, tôi nói các em vậy, phụ thuộc rất lớn vào ngành ta để giải quyết các cái vấn đề hiện nay, chứ không phải là chỉ có công nghệ thông tin ấy đâu. Hiện nay các em biết là giới hạn của công nghệ thông tin là cái gì, các em biết không ạ? Cái vấn đề của cái hạ tầng mạng rồi IT lệ thuộc chúng ta là cái gì, ông em biết không ạ? Giải nhiệt đúng không ạ? Đúng đấy, rất đơn giản thế thôi, nhưng thực tế ra là bài toán cực khó, bởi vì các em hình dung là với những thiết bị năng lượng lớn ấy, thì cái lượng nhiệt nó lớn nhưng mà nó rất là quy mô nó to, nó lại dễ giải quyết, nhưng mà trong lĩnh vực tin học như lĩnh vực IT này thì các em hình dung là cái lượng nhiệt nó sinh ra cũng rất lớn, tương tự như như nhà máy nhiệt điện, thế nhưng mà nó đòi hỏi cực kỳ nhỏ gọn, cực kỳ bé. Đấy. Thế thì giải quyết như thế nào? Các em hình dung tôi đã từng nghe một cái tham luận của một cái giáo sư người Hàn Quốc ấy, là một cái con chip nó hoạt động, năng lượng nó tỏa nhiệt ra tương đương với một cái phản ứng nhiệt hạch trên một cái đơn vị tính nhân viên đơn vị diện tích nhé, thì chúng ta giải nhiệt như thế nào? Bài toán của giới hạn của công nghệ thông tin hiện nay cũng không hẳn là chỉ có phần 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 cứng của công nghệ thông tin đâu, mà bản chất lại là nhiệt, cuối cùng ra là gì, là nhiệt, không giải quyết được. Cải thiện trao đổi nhiệt nó rất là quan trọng, mà muốn cải thiện trao đổi nhiệt thì chúng ta nhìn thấy phương trình năng lượng đấy, là giải quyết kiểu gì, đúng không, cân bằng năng lượng đấy, cân bằng nhiệt đấy.
Điện điện tử cũng vậy, điện cũng thế, điện cũng thế. Bởi vì cái quá trình chuyển đổi từ điện thành nhiệt nó rất là đơn giản thôi, nó luôn luôn biến, nó tức là nó đồng thời với nhau. Ông không điện sinh năng lượng, sinh công có ích thì ông sinh vô ích, mà vô ích thường nó chỉ có qua nhiệt thôi. Một là ông sinh ra điện năng, hai ông sinh ra cơ năng, ba là ông sinh ra nhiệt năng, chỉ có ba cái dạng đấy thôi. Nhưng mà ông sinh ra mục đích của ông sinh ra cơ năng mà ông lại sinh ra thành thành nhiệt năng thì vứt đi. Mục đích của ông sinh ra điện năng nhưng mà sinh ra cơ năng mà lại không biến thành nhiệt năng được và thành điện năng được thì cũng vứt đi. Mục đích của ông sinh ra nhiệt năng nhưng mà ông lại sinh ra gì ạ? Ra cơ thì cũng không được, đúng không ạ? Cơ điện nhiệt nó liên, nó gọi là một cái gọi mỗi cơ liên quan cơ hữu với nhau, mà thực tất cả chúng ta đều làm việc trên gì, dựa trên môi chất, chất lưu. Hầu hết các em thấy là có một thiết bị, hầu hết các thiết bị chúng ta đều dựa trên cái chất lưu, nó chuyển hóa cái việc đó, mà thể hiện hết qua một vài phương trình chính thôi, như tôi nói đấy, tức là nó chỉ có đến chúng ta có 5-6 phương trình đấy thôi, hết nắm chắc được 5-6 phương trình đó là chúng ta giải quyết được hầu hết rồi. Đến xin mời nhóm đi ạ, chúng ta trình bày đi ạ. Ở nhóm chúng ta xin mời đi ạ. Rồi từng câu một đi ạ. Phép trả lời câu hỏi của bạn Thuận là phương trình năng lượng và phương trình dạng cơ học của phương trình năng lượng khác nhau là, như hôm trước đã học là phương trình năng lượng thì mình là chuyển hóa nhiệt năng thành nội năng của entropy, và công thức tổng quát là dQT bằng DI cộng DC bình T2 cộng GDH cộng DWTC cộng DWF ạ. Và phương trình dạng cơ học của phương trình năng lượng là mình tính gia công ạ, chuyển hóa từ nội năng entropy thành công ạ. Và công đấy thì được tính bằng công thức là, em share slide lên, anh Phú xem cái slide lên mẹ. À, trừ WTC bằng C2 bình trừ C1 bình chia 2 cộng GH2 trừ H1 cộng tích phân từ 1 đến 2 của DP chia rho cộng W. Một bạn sẽ share cái slide lên đi, share cái slide bạn vừa chiếu lên đi xem nào. Phú share slide Phú ơi. Rồi, như vậy là phương trình này là nó khác cái gì? Phương trình năng lượng và phương trình cơ học nó khác nhau cái gì? Khác gì so với phương trình động lượng không? Năng lượng là mình đi tính nhiệt là nhiệt năng chuyển hóa thành entropy ạ. Đây, là phương trình 1 dQT bằng DI cộng DC bình trên 2 này ạ. Thế còn động lượng với phương trình cơ học này thì có khác nhau gì không? Không, em đang trả lời là cái phương trình rồi, là... cái đó thì nó rõ rồi, tức là gì ở đây ấy, chỗ Thuần nghe rõ không? À, Thuận hay Thuần đấy không nghe rõ không? Bạn giải dạ thích. em nghe rõ ạ. Bạn giải thích như vậy đã được chưa? Tức là ở đây ấy, là nó có thêm cái phần gì đấy, nhiệt năng và entropy đúng không? Đấy là theo gọi là công thức đấy. Em thấy em để em trả lời phần khác nhau với động lượng. Rồi. Em thấy là phương trình động lượng nó chỉ nghiên cứu ảnh hưởng của phân tố dòng khi nó chịu lực nén và lực sinh công, lực ma sát. Còn phương trình cơ học này là mình tính đến tính công của dòng sinh ra. Nghĩa là dòng sinh công, mình tính được cái công đấy. Công thức có gì khác nhau không? Dạ, công thức có khác ạ. Tại ở phương trình động lượng thì mình có các ngoại lực là x ấy.
Dạ vâng ạ, để mình em xin bổ sung và ngắt lời một xíu ạ. Đây, mình sẽ nói về cái phương trình năng lượng và cái phương trình động lực là như thế này. Cái phương trình động lượng ấy, thì cái phương trình động lượng thì nói về cái về tính toán về cái xung lực, độ mạnh yếu của lực. Còn cái phương trình năng lượng ấy, thì mình sẽ nói về cái khả năng sinh công hoặc là nhận công của một cái môi chất. Rồi, cảm ơn nhóm, các bạn đặt câu hỏi đã thấy thỏa mãn chưa? Thế còn về hình thức thì khác nhau gì không? Tức là hình thức cái công thức ấy, dạng các cái phần, các thành phần trong công thức có gì khác nhau không? Trả lời về mặt về mặt ý nghĩa cũng như là gọi là thông tin chung là ổn rồi. Tức là gì? Tức là một thằng là rõ ràng là tức là nói về năng lượng nói chung, thì còn một cái thằng kia là gì ạ? Nói về gì, khả năng cái gì ạ? Chuyển đổi thành gì ạ? Lực, đúng không? Vâng ạ. Rồi. Tương tác và lực và sinh công, đúng không ạ? Tiếp theo thì mình sẽ nói lại về cái phương trình, tại sao lại cái phương trình cơ học, cái phương trình năng lượng và cái phương trình năng lượng dạng cơ học này nhá. Một cái thì cái phương trình năng lượng tổng tổng quát ấy, thì nó sẽ tính toán cho hầu hết đi qua tất cả các thiết bị. Còn cái phương trình như mình đã nói thì cái phương trình năng lượng đấy thì nó sẽ tính toán cho các thiết bị trao đổi nhiệt đấy và thiết bị động lực. Còn cái dạng phương trình mà dành cho cái dạng cơ học này thì chỉ dành cho cái tính toán cho cái phương trình đi qua thiết bị trao đổi công, cái thiết bị động lực ấy. Đó là đây, như cái slide mình đã ghi trên này. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ nói về cái tại sao lại bỏ qua cái ma sát khi mà ở trong tua bin ấy. Thực ra thì cái môn cơ học chất lưu này là một trong những cái môn mà cơ bản nhất để cho mình nắm vững cái kiến thức để đi sâu hơn vào những từng cái module một, chuyên ngành một. Thì tại thế nên là cái môn này mình sẽ không muốn nói sâu hơn thực chất ấy, trong những cái môn tua bin ấy thì có cái công đấy, công ma sát đấy. Nhưng mà tại đây thì mình sẽ là muốn cho nó đơn giản nhất. Anh Phú điểm và cái hiệu suất của tua bin, nó trong tua bin ấy nó chỉ khoảng được 85-90% thôi, không phải là 100% thôi các bạn nhé. Anh tổn thất phần có sự tổn thất 10-15% đó. Thế để cho em trả lời phần. Và em hỏi luôn là tổn thất như nào luôn, tổn thất nó như thế nào luôn, không được được không anh? Rồi cho mời Quang trả lời trước đi đã. Minh Quang à, đúng không? Vâng. Trả lời thêm đi đã, sau đó thì tiếp tục cái câu của Hoành. Rồi mời Minh Quang đi. Thì em xin phép để trả lời phần giải thích cách áp dụng công thức vào trong tua bin khí ấy. Ừ. Anh Phú cho em share màn hình. Anh Phú tắt đi để em share màn hình của em, mở cái slide lên. Không, anh Phú tắt đi để em share màn hình của em á. Okay. Tiện trên màn hình thì em xin nói lại về cách xác lập công thức mà thầy vừa bảo. Thì từ nhóm 5 đã xác định phương trình năng lượng là như này. Đây, phương trình năng lượng nhóm 5 đã thiết lập vì chúng ta đã thay giả thiết nhiệt lượng cung cấp cho 1 kg chất lưu là dQT bằng dQ bằng dQf, thay thế dI là enthalpy thì bằng dU cộng PV đấy, bằng như này này. Đấy, trong chúng ta thì thay dI bằng U cộng dPV là vào đây là ra được quy trình này thôi. Mình chỉ thay đổi dI bằng dU cộng dPV thôi, rồi chuyển vế thôi là ra được quy trình này. Rồi sử dụng dạng thứ nhất của định luật nhiệt độ 1, nhiệt lượng đưa vào dòng khí chỉ có thể làm tăng nội năng và công thể tích, công biến dạng ấy, nghĩa là dQt bằng dU cộng PdV. Ta tay vào phương trình mình vừa biến đổi này. 3.99 ạ. Vâng, ta thay vào phương trình và giản ước, nó chỉ là giản ước toán học bình thường thôi. Thì ta ra được phương trình 3.100 trong sách như này. Và thay V thể tích riêng bằng 1 trên rho.
vào phương trình 399 thì ta được dạng cơ học của phương trình năng lượng. Và sau đây em xin giải thích phần ứng dụng vào trong tuabin. Như ở phần phương trình năng lượng thì thầy có nói đến là lượng nhiệt khi ta cấp vào lò hơi ấy, thì nó sẽ chuyển hóa hết thành enthalpy cho hơi, và hơi sẽ chuyển đến tuabin khí. Và khi bắt đầu ở tuabin khí ấy, thì áp suất và nhiệt độ sẽ rất là cao, là nó chưa sinh công và thế năng có thể bỏ qua, bởi vì trong tuabin nhiệt độ cao nó nhỏ nên là không đáng kể. Và lực ma sát thì rất là nhỏ so với lực áp suất thì nó rất là nhỏ nên cũng có thể bỏ qua. Và tốc độ ở đây nó cũng nhỏ nốt. Và khi đi qua tầng cánh động thì áp suất sẽ giảm. Áp suất giảm mà tua chưa sinh công và lực ma sát rất nhỏ, cũng có thể bỏ qua thế năng. Vậy suy ra áp suất giảm thì sẽ tăng lên vận tốc, vận tốc sẽ tăng lên. Và qua tầng cánh tĩnh thì vận tốc tăng, và đến tầng cánh động thì vận tốc lúc đấy sẽ lớn và vận tốc sẽ thổi vào tầng cánh động làm quay trục và nó sẽ sinh công. Đấy, và đấy là ứng dụng trong tuabin khí ấy. Và khi ra khỏi tầng cánh động thì áp suất nó sẽ giảm. Rồi, cảm ơn chỗ bạn Quang. Thực ra là bạn đã em cứ để cái slide đi, em cứ để slide đi. Bạn đã vừa thứ nhất là bạn giúp được cho chúng ta chứng minh được cái việc biến đổi từ cái phương trình gì ạ? Năng lượng sang phương trình dạng cơ hay dạng cơ học, đúng không ạ? Năng lượng dạng cơ học. Thực chất là chúng ta áp dụng cái định luật nhiệt động, đúng không? Là DI bằng DU cộng với PdV đấy, bằng cộng với D của PdV đấy, đúng không ạ? Đấy thì đấy là cái thứ nhất là cái cách biến đổi từ dạng phương trình năng lượng ở nhóm 5 sẽ chuyển thành phương trình cơ học. Và về mặt công thức thì phải nói là nó cũng tương đồng với cái phương trình động lượng, đúng không ạ? Cho nếu chúng ta để ý nó tương đồng. Bản chất ra thì phương trình năng lượng dạng cơ học cuối cùng là gì ạ? Để sinh ra động lượng, hay nói đúng hơn là nó chỉ khác nhau về ý nghĩa thôi, còn lại là về mặt công thức hình thức công thức thì nó giống nhau. Là bởi vì sao? Là bởi vì chúng ta xét đến động lượng là cái gì, là cái hiệu quả hay là cái khả năng sinh ra cái công cơ học năng lượng dạng cơ này chuyển thành công được, chuyển thành thành gì ạ? Thành động năng được, động lượng được. Để làm quay, động lượng thực chất là gì ạ? Là cái để sinh công để quay cái một cái thiết bị cơ năng. Như vậy là về mặt hình thức công thức là giống nhau. Đấy. Và chỉ có ý nghĩa là khác nhau như chỗ Phú đã nói rồi, đúng không ạ? Tức là phương trình năng lượng thì tôi xét đến cái yếu tố năng lượng nói chung, thậm chí dạng cơ năng, nhưng mà nó là gì ạ? Nó là lực, đúng không ạ? Thế còn ông sinh ra được cái động lượng lớn hay nhỏ thì đây là do cái khả năng chuyển hóa, đúng không ạ? Thì phương trình động lượng nó sẽ chỉ xét về cái phía khía cạnh là gì ạ? Là sinh ra cái công hữu ích thôi. Thế còn phương trình năng lượng thì nó chỉ xét đến chung là gì? Xin lỗi là phương trình năng lượng dạng cơ học ấy, thì nó chỉ xét đến gì ạ? Sinh ra cơ, đúng không ạ? Cơ đó lại chuyển thành động lượng được hay không thì câu chuyện khác. Bởi vì ấy, lúc đấy nếu như lúc ý sẽ liên quan câu hỏi của bạn Hiền hỏi đấy, vì sao lại cái DVK lại bằng 0 hoặc DG bằng 0? À, xin lỗi là G, một bạn nữa hỏi là cái cột áp GDH bằng 0. Thực chất ra ấy, thì trong thực tế nó hai cái này đều không bằng 0 cả. Thầy khẳng định luôn là như vậy. Trong năm cái thành phần trong phương trình các bạn đang nhìn thấy trên đây là đều không bằng 0 đâu. Không có nào bằng 0 cả. Thế nhưng vì sao bằng 0 thì các bạn lại chưa nói được rõ. Nhóm chúng ta chưa bình chỉnh được rõ. Cái DVK, tôi chưa nói DVK vội mà tôi nói đến cái GDH mà hình như bạn Thông có hỏi ấy, là gì, tại sao lại cái độ chênh giáng áp đấy, hay xin lỗi là độ là cột áp đấy lại bằng không, là như thế này. Thực chất đấy, chúng ta biết là cái trong cái phương trình tĩnh học chất lưu ấy thì cột áp của chất lưu, ví dụ như nước thì là cứ 10 mét là được 1 át, đúng không ạ? Nhưng khí thì 1.000 mét mới được 1 át, phải không các anh nhỉ? Phải không ạ? Vâng. Nó phụ thuộc vào rho mà.
ProgDH mà, đúng không? Được chưa? Rồi. Nhưng mà do khí với cả nước với lỏng ấy là khí thì là gì ạ? Không khí là 1 kg, rho là 1 kg trên mét khối, nhưng còn nước thì là 1.000 kg trên mét khối, tức là gấp 1.000 lần. Như vậy là gì? Nước là 10 km, xin lỗi là 10.000, nước là 10 mét nước thì được một gì ạ? Một át. Thế còn khí thì sao ạ? 10.000 mét mới được một át. Đấy. Và như vậy thì ở đây là cái dòng chất lưu ta cứ cho là dòng chất lưu nó chảy trong tua bin này đi. Thế thì giữa chân cánh và đỉnh cánh cứ cho chiều cao đấy khoảng 1 mét. Đúng không? Đúng không ạ? Thậm chí là gì ạ? 2 mét đi. Thì cái độ chênh của về mặt thế năng từ 0 cho đến 2 mét của cột khí thì nó cứ rất là gì? Nhỏ, nhỏ. Rất nhỏ, bởi vì nó chỉ bằng 0,000 mấy của một áp thôi. Mà trong đó một cái lò hơi, một tubin bơm vào đây hơi mới là bằng 200 áp chẳng hạn thế. 200 áp tức là nếu như quy đổi ra cột khí thì nó bằng gì ạ? 200 nhân với 10.000 thì là bao nhiêu? Đấy. Đúng không ạ? Tức là 2.200 xong lại 1.000 mét đúng không ạ? Tức là thế là khoảng bao nhiêu ạ? Đấy, như vậy nếu có xanh 1-2 mét thì nó là cái độ chênh áp nó cực kỳ bé. Đúng không? Nếu cột khí mà, đây là khí mà, hơi và dạng khí mà các em. Đúng không? Hơi nước đây này là dạng khí đấy. Được chưa? Đấy, như vậy là đâu đó cái rho của hơi nước cũng chỉ hơn khí một tí thôi. Hơi nước của, xin lỗi là rho của không khí là 1,2 kg trên mét khối thì rho của không của hơi nước chỉ khoảng 1,3. Nếu mà hơi khô, hơi quá nhiệt khô ấy thì nó hơi nó đạt độ khô ấy, thì nó chỉ tương đương với thực chất là hơi nước mà quá nhiệt mà khô thì nó cũng giống như là hơi nước cho là không khí, mà không khí thực chất trong đấy nó cũng chứa là gì ạ? Cũng chứa hơi nước mà các em. Đúng không ạ? Đúng nhỉ? Đấy, như vậy thì tại sao là cái thế năng là không đáng kể, là bởi vì sao? Là bởi vì cái dòng ta xét một cái dòng chất lưu chảy qua cái tuabin nó là một dòng. Và như vậy thì cái độ chênh giữa thậm chí ở tất cả các điểm trong tuabin đấy là chỉ chênh nhau khoảng 2-3 mét thôi. Có đúng nhỉ? Thế năng của dòng hơi mà ở mỗi điểm khác nhau theo chiều, theo cái mặt cắt ngang kìa, theo mặt cắt đứng kìa, như hình vẽ kìa, thì cả cái tuabin cứ cho chênh như 10 mét cũng được. Thì cũng chả đáng bao nhiêu cả. 10 mét nước thì nó tương đương 1 át thì cũng là khá đáng kể đấy. Nhưng 10 mét khí hơi ấy, đúng không ạ? Thì nó chỉ đáng là 1 phần nghìn của 1 át thôi. Đấy, như vậy để các em hình dung là tại là chúng ta bỏ qua cái GDH, cái thế năng của dòng chất lưu là như vậy. Nó không đáng kể. Đấy, như vậy là cái đấy sắp xỉ bằng không. Chỗ đấy được chưa? Có một tôi không biết là cái đấy ai hỏi, bạn nào hỏi nhỉ? Chỗ đấy chưa tôi nốt cái bạn ấy, chỗ bạn nào hỏi là tại sao cái thế năng thông đúng không? Thông gọi hỏi là tại sao lại bỏ qua cái cột áp đấy. Cột áp thực chất đây là thế năng đấy đúng không ạ? Phải không ạ? Anh Thông. Thông đúng không ạ? Đây. Em hỏi chỗ đấy đúng không ạ? Cái GDH đúng không? Em hỏi cái độ chênh cột áp ạ. Độ chênh cột áp chính là GDH đấy. Còn cái mà áp năng ấy, tức là P kia thì nó lại là phụ thuộc vào cái nhiệt dáng của dòng hơi. Tức là áp suất của hơi mới chúng ta là khoảng 230 cơ. Thì cái đấy là cái áp năng là rất lớn đấy, chứ không phải không đâu. Không có chuyện bỏ qua là cái DP trên rho kia đâu ạ. Mà cái mà các bạn ấy nói bỏ qua cái của đáp đấy chính là cái GDH đấy ạ. Là cái gọi là thế năng của dòng hơi đấy. Mà thế năng ở đấy tức là gì ạ? Tức là độ chênh về hình học chứ mà. Độ cao hình học thôi. Thì với cột nước thì chúng ta làm gì ạ? 10 mét nước là 1 át. Còn với cột khí, cột hơi như này thì là gì ạ? 10.000 mét mới là 1 át. Như vậy là đối với một năng lượng một dòng thì cái năng lượng mà GDH là cực kỳ bé. Được chưa? Là cực kỳ bé. Cái thứ hai là liên quan chỗ bạn Hiền hỏi là cái DW tại sao bỏ qua. Thì thực chất nó cũng là phải bé đã. Thế vì sao nó bé? Vì sao nó bé? Thì cái câu chuyện mà các bạn giải thích thì chưa rõ. Không đơn giản là có lúc nó sẽ rất lớn đấy. Nếu 15% là rất lớn đấy anh Phú ạ, chứ không phải nhỏ đâu. Được chưa? Được chưa nhỉ? Vâng ạ. Khi mà nó giảm xuống hiệu suất nó chỉ còn 15%, xin lỗi là 85% ấy, là cái chủ yếu liên quan đến DVKF, và DVKF lúc đấy là gì ạ? Loanh quanh khoảng 10% là câu chuyện lớn đấy, không phải nhỏ đâu ạ. Nhưng đây chúng ta đang tính toán lý thuyết, hay nói chung là chính gọi là gì ạ? Lý tưởng hóa,
tức là hiệu suất đạt 100%. Được chưa? Thì cái DVGF nó nhỏ để bỏ qua để tính toán. Chứ còn trong thực tế ra ấy, thì DVGF nó phụ thuộc vào gì ạ? Thứ nhất là phụ thuộc vào cái việc mà cái mời nhờ Phú chiếu hộ cái hình cái cánh tua bin mà lúc nãy em chiếu cái hình cái cánh đơn cánh ấy, thì nhìn nó rõ hơn. Đấy, lúc đó nó sẽ phụ thuộc cái DVGF nó 5% hay 10% hay 10 hay thậm chí 15% là phụ thuộc vào rất lớn vào cái biên dạng cánh của cái mà bạn Phú bạn đang chuẩn bị chiếu đây này. Đấy, nếu mà nói nôm na là cái cánh trong chóng ấy, em hình dung là bây giờ cái quạt trần nhà chúng ta ấy, bây giờ mà tại sao em để ý là cái cánh quạt trần bao giờ nó cũng cong cong. Cánh quạt ở nhà chúng ta, cánh quạt điện cũng cong cong. Và cái cánh tuabin ở đây cũng cong cong. Cong thực chất là gì ạ? Là để nó mới đón được cái hướng gió đó. Đúng không ạ? Đấy, chứ nếu như bây giờ nó là phẳng đét ra ấy, nó phẳng ra ấy, thì chúng ta thổi nó lại không quay đâu, mà lúc ấy nó không sinh ra lực cái lực vòng quay mà nó lại gì ạ? Sinh ra cái lực gì ạ? Lực dọc trục. Cái mình dùng là thay cái cánh tuabin hiện bạn ấy đang chiếu hiện tại sao nó hình lượn lượn cong cong đấy? Tức là gì ạ? Bên tay trái em dừng cái đó. Bên tay trái chúng ta là cái tầng cánh tĩnh, tức là nó sẽ gắn vào thân của tuabin. Còn bên tay phải mà hình màu trắng hơn ấy, màu silver ấy, là cánh tợ cánh động, như vậy là cánh tĩnh, hơi từ dòng hơi nó qua tầng cánh tĩnh để gì ạ? Để biến đổi từ áp năng thành gì? Động gì? Thành động năng hay là tăng tốc độ của dòng, đúng không ạ? Bao nhiêu nhiệt dáng, đúng không ạ? Bao nhiêu nhiệt dáng, cái phương trình này nó sẽ không thể hiện bởi vì cái VKTC kia nó lại từ cái áp năng mà ra. Nó phải thể hiện qua phương trình năng lượng cơ nó mới ra được, đúng không ạ? Càng còn cái bạn ấy đang để chiếu này thì nó chỉ liên quan đến phần cơ năng, tức là gì ạ? Tức là ở cái tầng cánh động thôi, còn tầng cánh tĩnh nó là biến đổi nhiệt năng, tức là phải dùng cái phương trình năng lượng để biến đổi toàn bộ cái nhiệt dáng của dòng hơi thành gì ạ? Thành động năng. Sau đó là đến tầng cánh động cái silver kìa thì mới áp dụng phương trình cơ này, thì toàn bộ cái gì ạ? Cái động năng hay là cái tốc độ của dòng hơi kìa, C kìa, C bình phương kìa, sẽ chuyển thành cái gì ạ? VKTC để gì? Để sinh công gì? Để quay cánh tuabin. Để quay tuabin. Đấy. Thế còn đối với tầng cánh tĩnh chỉ cái VKTC kia bằng 0. Và như vậy thì bao nhiêu áp năng kìa, cái phương trình tích phân từ 1 đến 2 của DP trên rho kìa, áp năng hay là anh tapi đấy, sẽ chuyển hết thành động năng, được chưa? Áp năng giảm thì động năng tăng qua cái màu vàng ấy, màu cánh vàng kia, cánh tĩnh là cánh màu vàng ấy, thì bao nhiêu áp năng của dòng hơi, tức là entropy đấy, dòng hơi sẽ chuyển hết thành gì? Thành C, thành động năng. Với trường hợp là gì ạ? Cái G nhân với H1 chứ H2 thì H2 chứ H1 thì dễ rồi, tức là bỏ qua cái đấy, bỏ qua. Nhưng cái VQF kìa, có lẽ không bỏ qua đâu. Nếu như mà hiệu suất được có 80-85% ấy, thì lúc đó cái VQF kia rất lớn, bởi vì bản chất ra là gì? Là cái DP trên rho kìa sẽ chuyển hết thành C, nhưng nó không chuyển hết thành C được, mà lại chuyển một phần trong cái 80% chuyển thành C, còn lại là 5-10% là chuyển thành gì ạ? VKF. Với trường hợp là tầng cánh tĩnh đấy. Thế còn trường hợp tầng cánh động thì sao? Sang tầng cánh động thì cái GH thì G delta H thì cũng bằng 0, cũng dễ hiểu rồi, nhưng mà tầng cánh động thì lúc đấy lại DP coi như cũng không biến đổi gì cả. Nhưng mà C kìa, nó không chuyển hết thành VKTC, mà nó chuyển có 90% hay 95% thành VKTC, còn 5% tiếp tục lại chuyển thành VKF, tức là lại sinh ra nhiệt và lại chuyển lại ra bên ngoài. Đấy, như vậy thì qua hai tầng cánh của tuabin thì hiệu suất nó qua tầng cánh tĩnh thì giảm mất 10%, được có 90%, qua tầng cánh động được 95%. Như vậy 90 nhân với 95 thì ra khoảng 80%. Đấy, tôi nói ví dụ như thế để các em hình dung là cái VKF kia mà giả thiết bằng 0, đấy là trường hợp mà gì ạ? Như Hiền hỏi rất là chuẩn đấy, tức là không phải đơn giản nó bằng 0 đâu. Nó bằng 0 chỉ trừ khi mà cái tầng cánh tĩnh thiết kế tuyệt vời để bao nhiêu áp năng sẽ chuyển hết thành động năng, thành C, được chưa? Đấy. Và qua tầng cánh động cũng vậy, cái tầng cánh động vậy thì tức là qua tầng cánh động thì
nó đón gió rất là chuẩn, đón cái khí, cái hơi từ cái tầng cánh tĩnh sang cũng rất là tốt, dẫn đến là gì ạ, cái hướng gió nó phải đón rất là tốt, dẫn đến là toàn bộ cái động năng C kìa sẽ chuyển hết thành VKTC chứ không chuyển thành một tí nào gì ạ thành VKF, được chưa ạ? Được chưa nhỉ? Đấy. Thế như vậy để nói lên là gì, là các bạn vừa giả thiết là VKF mà bằng 0 ấy hay là rất nhỏ ấy, là trong trường hợp lý tưởng là chúng ta phải thiết kế cánh cực tốt. Và như vậy cái này liên quan đến câu chuyện là gì? Liên quan đến ông chế tạo tubin, chế tạo cánh. Và đây là một trong những cái mà gọi là cái gì ạ? Cái bí quyết công nghệ. Làm sao để nghiên cứu khí động học, làm sao để bao nhiêu nhiệt dáng áp năng chuyển thành động năng toàn bộ, và trong tầng cánh động thì bao nhiêu động năng sẽ chuyển thành VKTC toàn bộ, không chuyển thành VKF. Có hiểu không nhỉ? Hiểu không ạ? Dạ có ạ. Em cảm ơn thầy đã trả lời rõ cho bọn em như thế ạ. Đấy. Nó sẽ liên quan đến bí quyết công nghệ, và ông nào giải quyết được cái đó thì ông ý hiệu suất tua bin ông sẽ cao. Được chưa ạ? Và ông ý sẽ là người gì ạ? Chiếm lĩnh cái thị trường. Ông ý sẽ chia, và thậm chí kể đấy là đối với nhà sản xuất, chứ còn đối với những người sửa chữa hoặc là bảo trì bảo dưỡng thì nếu như sau này các em là người vận hành, các em sẽ thấy là gì? Khi tua bin giảm hiệu suất xuống thì chúng ta đặt ngay câu hỏi. Các em cứ dừng cái hình này tôi giải thích tiếp. Đặt ngay câu hỏi là nếu không sinh ra như vậy giảm hiệu suất là do cái gì? Không sinh ra nhiệt, một là sinh ra nhiệt, hai là gì ạ? Là sinh ra cái lực dọc trục, cái cơ kìa, nó không chuyển thành cái gì ạ? Không chuyển thành cái C. Hoặc là không chuyển thành VKTC thì chỉ có chuyển thành VKF, mà VKF nó có nhiều dạng, có thể là nhiệt trực tiếp hoặc có thể là gì ạ? Lực dọc trục như tôi nói đấy, tức là thay vì là nó chuyển thành cái lực vòng để nó thổi cho quay cái cánh trong chóng, cái shiver kìa, thì nó lại sinh ra thành cái lực mà lực đâm thẳng vào cái cánh đó, tì thẳng vào cái cánh đó và ép nó về một phía, ép nó về phía gọi là về hướng trục đấy. Tức là như vậy thì nó sẽ cái lực, và cái lực đấy thì sẽ thành cái lực cơ mà ép về cái đầu trục, và đầu trục sẽ làm cho gì ạ? Sinh nhiệt ở đầu trục. Đấy, và như vậy thì sau này khi các em khám tua bin ý, một là đo nhiệt độ vỏ. Nếu nhiệt độ của vỏ mà cao, tức là gì ạ? Sinh ra tổn thất nhiệt ở bên ngoài lớn. Hai là đo ở các cái gối hai đầu gối đỡ của tua bin mà thấy ra nhiệt cao thì đấy là sinh ra lực dọc trục lớn, và như vậy thì cái profile cánh lúc này đã có vấn đề. Ngày xưa thiết kế mua của hãng mới về mà lực dọc trục thấp, nhiệt độ thấp, sau một thời gian chạy sinh ra cái gối đỡ nó nóng lên, và đây do nhiệt lực dọc trục nó tăng lên, gối đỡ nóng lên thì chứng tỏ là gì ạ? Một là do cái giải nhiệt của gối trục đầu trục là kém. Hai nữa là gì ạ? Là lực dọc trục sinh ra nhiều, và lực dọc trục sinh ra nhiều tức là cánh nó bị mòn. Thay vì hoặc các cái đường cong kia nó không được như đúng như mình mong muốn, như vậy nó không đón được hết cái năng lượng của dòng hơi. Và thứ ba là gì ạ? Là đo nhiệt độ da của từng cái tầng cánh. Đấy. Nếu như mà da mỗi tầng cánh này áp nó giảm là DP kìa, nó giảm là cứ mỗi một qua một tầng cánh là giảm đi 10 at, nhưng mà qua 10 tầng cánh tức là giảm đi 100 at. Nhưng mà qua 10 tầng cánh giảm được có gì ạ? 90 at thôi, như vậy là chứng tỏ là giảm hiệu suất mất 10%. Và như vậy profile cánh này có vấn đề. Và profile cánh có vấn đề thì nó sẽ thể hiện được cái gì nữa? Một cái bệnh nữa mà nó thể hiện cái profile cánh nó có vấn đề. Một là tăng áp như tăng cái áp suất và nhiệt độ như tôi vừa nói đấy, tức là đo ở sau 10 tầng cánh thì nó lẽ ra phải giảm được 100 at thì nó lại giảm được 90 at. Như vậy là không sinh công hết của năng lượng trong dòng hơi, đúng không ạ? Thứ hai là cái độ rung. Bởi vì ông mà cái tầng cánh ấy kìa, cái tầng cánh shiver kìa, nó quay nó mòn đều, thường mòn nó không đều các em ạ. Nếu mòn đều thì lại ngon. Thì giảm áp như vậy nhưng mà nó không rung thì đấy chỉ là gì ạ? Là mòn đều. Nhưng trường hợp thứ hai là mòn cánh nhưng không đều. Cái cánh shiver kìa nó mòn không đều. Nó mòn không đều dẫn đến là gì ạ? Nó rung. Giống như cái quạt trần ta, bây giờ các em về các em thí nghiệm cái thử thôi, hoặc là cái quạt bàn chúng ta ấy, các em một cái gạch góc cóng cánh trong ba cánh đấy, các em cắt một góc đi,
Đấy, nó mất cân bằng động cái lập tức là nó rung bần bật cái quạt ấy. Được chưa? Nó mòn không đều. Đấy, thì chúng ta như vậy là dựa trên hai yếu tố, mặc dù là giảm hiệu suất nhưng mà giảm hiệu suất do cái gì? Do mòn đều thì giảm áp nhưng mà không rung. Thế còn mòn không đều tức là giảm áp và rung, và thường là mòn không đều các em ạ. Đấy, mòn không đều là do cái gì? Mòn là do cái gì? Là do càng giảm áp càng kém thì tức là gì ạ? Hoặc là chúng ta để giảm áp quá, chúng ta chích quá nhiều hơi, dẫn đến là gì ạ? Là nhiệt giáng giảm. Nhiệt giáng giảm thì sao ạ? Thì phần cuối của tuabin hay là thậm chí là những cái tầng cánh này nó đã bị gì ạ? Chuyển từ hơi thành gì? Hơi nước chuyển thành cái gì các em? Nó đọng thành cái gì các em? Thành nước. Nó chuyển thành nước một phần, hay là các giọt li ti. Được chưa? Đấy. Và như vậy thì như tôi nói, như cái ví dụ như tôi nói là chúng ta đi đường chúng ta gặp mưa đấy, chúng ta va chạm với không khí thì thấy không có rát mặt gì cả, đi trời khô ráo không sao, nhưng khi gặp trời mưa chúng ta va chạm với nước thì động năng nó động, cái động năng MC bình nó rất là lớn, và cái tầng cánh tuabin này nó thiết kế là để làm việc với môi trường là hơi, đúng không ạ? Nhưng mà nó lại làm việc với nước thì rõ ràng là cái động năng lớn như vậy nó va đập vào bề mặt của cánh này nó rỗ hết. Đúng không ạ? Giống như về mặt vào mặt chúng ta này, dỗ là nó rát rát một thời gian sau nó cũng sức bền mỏi, nó bong, các vật liệu nó bị bong chóc này. Thì nó gây bong chóc và nó vỡ vỡ, thậm chí vỡ sứt ra từ cả cánh, nó mòn, vân vân. Thì nguyên nhân do gì? Một là do như tôi vừa nói là do cái nhiệt độ nó giảm xuống cũng thấp quá, áp suất giảm xuống thấp quá dẫn đến là nó hình thành các giọt nước li ti. Bởi vì chúng ta để áp suất cao thì hơi nó khô, chúng ta để áp suất xuống thấp, nhiệt độ xuống thấp thì nó hình thành các giọt nước li ti mà các em. Đấy. Ý thứ hai là ngoài cái việc mà hình thành các giọt nước li ti này thì một yếu tố nữa dẫn đến cái việc mà giảm áp đó chính là chất lượng nước. Mặc dù áp suất như vậy nhưng mà với là nước tôi gọi là tinh khiết thì nó không có những cái muối, đúng không ạ? Đúng không ạ? Như vậy là môi trường cái cánh này được thiết kế để làm việc với chất khí, thì bây giờ nó làm việc thay vì chất lỏng đã là ngon rồi, đúng không ạ? Cũng đã là ghê gớm rồi, nhưng bây giờ còn muối là các cái giọt, là các hạt vật chất rắn, mặc dù rất nhẹ thôi nhưng nó là chất rắn, thì nó làm việc với môi trường chất rắn với tốc độ cao như này, nó va đập vào cũng là MC bình, C vẫn vậy thôi, nhưng M bây giờ nó không phải là hơi, là không phải là 1 kg trên mét khối, mà là các cái muối có thể là gì ạ, là vài trăm gram kg trên một mét khối. Như vậy thì cái M nó sẽ tăng rất lớn, và như vậy động lượng nó tăng rất lớn và nó va đập vào bề mặt các cái bề mặt của cánh tuabin này là nó vỡ hết, nó sứt hết và nó mòn. Chỗ đó các em hiểu chưa ạ? Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy ạ. Hoành ơi, chỗ đấy được chưa nhỉ? Cái chỗ mà bạn mà vừa hỏi đấy là vì sao hiệu suất ấy đấy ạ? Dạ vâng, em hiểu rồi thầy. Đấy thì cái hình của cánh tuabin là các em hình dung như vậy, và nhóm đã cố gắng để giải thích rõ ra, cắt ra hai cái đoạn như là phương trình Berry, nhưng mà nó ứng dụng cho nó diễn biến trên cái tầng cánh tĩnh như thế nào, rồi diễn biến trên tầng cánh động như thế nào, chúng nó giải thích rõ ra. Đấy thì các bạn đang hình dung cái mũi tên là cái hướng gió nó vào, không có hình sau ấy. Em chuyển sang hình sau đi, là hướng gió nó vào. Nếu nó vào đúng cái như cái mũi tên màu trắng của bạn trình bày ấy, thì cái cánh trong trống, cái cánh silver nó quay đúng như mong muốn. Nhưng mà nếu mà nó lại là một cái hướng gió nó chếch đi chẳng hạn, thì lập tức là cái cánh nó sẽ quay hiệu suất thấp đi. Đấy, và ông nào mà làm chủ được cái profile cánh này, cái biên dạng cánh này để thiết kế được cái cánh nó độ cong nó vừa phải, nó sinh ra hiệu suất cao nhất, thì cái tuabin nó là hiệu suất cao nhé. Như vậy là cái tầng cánh tĩnh và tầng cánh động nó thiết kế cái profile cánh, cái cong cong kìa các em kìa, cái mà như cái lưỡi liềm kìa, là rất quan trọng, rất quan trọng. Một cái ví dụ rất đơn giản các em về em kiểm nghiệm thôi. Giờ cái quạt trần nhà chúng ta nó đang cong cong như vậy, giờ một bạn bẻ thẳng nó ra thôi thì lập tức câu chuyện nó khác rồi. Chúng ta nghỉ giải lao một chút được không? Tôi đang nghe điện thoại một chút. Vâng ạ. Ok.
Rồi, mời chúng ta tiếp tục quay trở lại các em ơi. Các em rõ không? Dạ có. Rồi. Rồi tiếp tục đi, nhóm 6 tiếp tục trả lời những còn những câu hỏi nào chúng ta trả lời nốt đi ạ. Như vậy là tôi vừa hỗ trợ thêm các em một chút để làm rõ thêm một số cái ý các bạn trình bày nó có thể chưa phát ý hoặc là cũng chưa đầy đủ. Tiếp tục đi ạ, nhóm 6 rồi ạ. Đây ạ. Rồi. Em xem màn hình. Nhóm 7 chuẩn bị nhé. Nhóm 7 chúng ta sẽ trình bày hết cái phần của nhóm 7 và có thể là những câu hỏi các bạn đặt trước, sau đó là buổi sau chúng ta trao đổi tiếp. Đây, có một bạn hỏi là phương trình dạng cơ học của phương trình năng lượng và phương trình Bernoulli có khác nhau không, thì trả lời là phương trình Bernoulli thì chỉ sử dụng cho chất lưu không đi qua thiết bị, thì nó sẽ đi qua một cái ống từ vị trí 1 đến vị trí 2. Vâng, phương trình Bernoulli thì dành cho môi chất và nó sẽ không đi qua thiết bị nên sẽ không sinh công ở bên trái. Và vậy là chất lưu lý tưởng nên sẽ không có công ma sát. Còn phương trình năng lượng thì đi qua thiết bị nên sẽ sinh công và công ma sát. Do xin lỗi nhé, do bạn ấy bị máy, bạn ấy chắc mạng có vấn đề, thế nên là để mình trả lời lại nhé. Ok, ở đây trên hình ấy thì mình sẽ có là phương trình Bernoulli và phương trình năng lượng. Ở đây thì cái phương trình Bernoulli thì đây là phương trình chung nhé, đây là phương trình năng lượng nhé. Khi mà cái phương trình năng lượng này không có cái trao đổi công ở trong cái đường ống này, mình không có trao đổi công gì hết, vậy thì về trái của ta thì là cái này sẽ bằng không, đồng nghĩa với việc là không có sự đi qua thiết bị nên là không có sự ma sát giữa các dòng, coi như là cái VKF này cũng đi luôn. Vậy thì cái phương trình Bernoulli chỉ còn là cái phần ở trên này thôi, đó, cái vùng này này. Vậy thì nói lại thêm một lần nữa, phương trình Bernoulli là phương trình dành cho cái môi chất, cái dòng môi chất đi qua trên đoạn ống, còn cái phương trình năng lượng thì dành cho đi qua cái thiết bị. Còn nếu mà dạng cơ học hay là dạng nhiệt thì tùy đường thiết bị thì mình chọn ra. Đó. Không biết là còn có câu hỏi nào đúng không nhỉ? Hình như là hết chưa ạ? Lúc này em có hỏi là cả bơm anh giải thích cả bơm quạt máy nén áp dụng cho phương trình này luôn rồi.
không? À, thuận hỏi là cái phương trình back phương trình năng lượng áp dụng cho các thiết bị bơm quạt máy nén đúng không? Ok. Ở đây thì mình sẽ nói luôn nhá, cái phương trình bơm quạt máy nén thì nó sẽ là cái phương trình năng lượng của nó sẽ ngược lại với cả cả cái tuabin. Bởi vì là một cái thì là vì là một cái là bơm quạt máy nén là mua chất nhận công, còn cái tuabin là mua chất sinh công, thế nên nó sẽ ngược lại nhá. Thì là cái phương trình thì nó vẫn là như vậy thôi. Thuận rõ chưa Thuận ơi? Anh giải thích chi tiết từng loại máy luôn được không? Ừ thì cái này thì nói một cái câu hỏi thì khá là chung, bởi vì là nếu mà hỏi như thế thì mình phải biết được cái bơm, cái quạt, cái cấu tạo của nó là như thế nào thì mới biết được cái phương trình của nó. Thuận nhé. Nhóm 7 chuẩn bị xong chưa ạ? Còn câu hỏi gì đúng các bạn, còn câu hỏi gì cho nhóm 6 đúng không ạ? Cái phần chứng minh công thức thì các bạn lúc nãy chỗ Quang cũng đã dẫn dắt để biến đổi từ cái phương trình năng lượng sang phương trình động lượng rồi. Tuy nhiên cái phần mà chứng minh từ đầu đến cuối thì các bạn có cần các bạn chứng minh không? Em cần các bạn chứng minh lại cái phần mà biến đổi để ra cái phương trình năng lượng, phương trình cơ dạng cơ học không? Dạ không thể. Nếu mà các bạn không còn câu hỏi nữa thì mình sẽ nhường màn hình cho nhóm 7 ạ. Rồi, cảm ơn các bạn nhóm 6. Các bạn khác không có câu hỏi gì thì có lẽ là thầy đánh giá là các bạn nhóm 6 chúng ta có sự chuẩn bị tốt hơn. Tất nhiên là có sự thừa kế của các nhóm trước. Nhưng mà cũng rất là cảm ơn các em chúng ta trình bày và cố gắng làm sao các bạn, các nhóm khác cũng cố gắng phát huy càng ngày càng tốt hơn. Trình bày có sự chuẩn bị, có sự đầu tư, cũng như là có vấn đề gì thì trao đổi, thì hỏi, cũng như là phần nào mà chúng ta chưa rõ chúng ta có thể trao đổi ngay, đúng không? Ngay cả trong nhóm chúng ta trình bày phần này em chưa rõ hoặc là em chỉ trình bày được như vậy thôi, thì tôi sẽ đánh giá mức độ đúng như các em đang có. Đấy. Và tôi sẽ hỗ trợ các em để chúng ta giải quyết hết, để khi các bạn, các nhóm, các cái thành phần, các cái thành viên khác chúng ta phải hiểu được vấn đề. Đấy là mục tiêu chúng ta đặt ra. Được chưa?
Các bạn khác không có câu hỏi gì ạ? Nếu không chúng ta chuyển sang nhóm 7 đi ạ, 10 nhóm 7 đi ạ, 10 nhóm 7 trình bày ngay đi ạ. Nhóm 7 đâu ạ? Dạ, có em ạ. Em xin phép chia sẻ màn hình. Mọi người nhìn thấy màn hình chưa? Mọi người nghe rõ luôn. Thấy rồi bạn ạ. Ok. Rồi thì xin chào thầy và các bạn. Thì nhóm em là Trần Đăng Quang đến từ nhóm 7. Nhóm em hôm nay sẽ thuyết trình về phương trình trạng thái của các chất khí. Thì thành viên nhóm thì bọn em bao gồm có bạn Trần Đức Thắng, em và bạn Hoàng Nghĩa Sáng. Thì bọn em cũng đã cùng tham khảo tài liệu từ tài liệu thầy gửi và các tài liệu tham khảo trên mạng. Thì có bạn Trần Đức Thắng đã chuẩn bị PowerPoint, em sẽ thuyết trình và bạn Sáng sẽ ghi chép các câu hỏi và cùng trả lời với các bạn. Mục tiêu của bài này thì bọn em sẽ cố gắng để hiểu được các phương trình trạng thái của khí lý tưởng, khí thực và khí hỗn hợp cũng như là ứng dụng của nó. Thì trong nhiệt động học thì một phương trình trạng thái là một phương trình nhiệt động liên quan đến các biến trạng thái mô tả trạng thái của vật chất trong một tập hợp các điều kiện vật lý nhất định như áp suất, thể tích, nhiệt độ hoặc là năng lượng bên trong. Các phương trình trạng thái rất hữu ích trong việc mô tả các tính chất của chất lỏng, hỗn hợp, chất lỏng, chất rắn ở bên trong các ngôi sao. Phương trình trạng thái là biểu thức mô tả mối quan hệ giữa thông số trạng thái ở trạng thái cân bằng. Chúng ta có dạng tổng quát là phương trình thì sẽ có liên quan đến áp suất, thể tích và nhiệt độ. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về phương trình trạng thái của khí lý tưởng. Định nghĩa một chút về khí lý tưởng thì khí lý tưởng là khí gồm các phân tử và nguyên tử mà giữa chúng không có lực tương tác với nhau. Các phân tử và nguyên tử được coi là các chất điểm chuyển động va chạm đàn hồi và hoặc là va chạm với tường bao quanh khối khí. Ta có thể lấy hình ảnh minh họa. Đó. Nói về định luật Bohm-Mariotte thì áp suất tuyệt đối gây ra bởi một khối khí của một khối khí lý tưởng đã cho tỷ lệ nghịch với thể tích mà chiếm giữ nếu nhiệt độ và lượng khí không đổi trong một hệ thống kín. Về mặt toán học thì nó đã được biểu diễn sau đây là P nhân V thì bằng constant, tức là áp suất và thể tích không đổi nhân với nhau thì nó sẽ giữ nguyên tỷ lệ nghịch điện. Và định luật thực nghiệm của Gay-Lussac thì mối liên hệ giữa V và T thì được Jacques Charles, nhà vật lý và nhà hóa học người Pháp phát hiện vào năm 1787 nhưng không được công bố. Sau này thì được Gay-Lussac phát biểu định luật này vào năm 1802. Như sau là khi thể tích của một mẫu khí khô là không đổi thì nhiệt độ và áp suất của nó sẽ tỷ lệ thuận với nhau. Đây là dạng biểu diễn toán học của nó. Và phương trình trạng thái của khí lý tưởng được phương trình trạng thái lý tưởng thì đây là viết cho khối lượng m, đơn vị là kg, có hai dạng là P nhân V bằng MRT hoặc là P bằng rho nhân R nhân T. Trong đó V là áp suất tuyệt đối của khối khí, V là thể tích của khối khí, nhiệt độ T là nhiệt độ của khối khí, R là hằng số khối khí và rho là khối lượng riêng hay là mật độ của chất khí. Khi phương trình trạng thái được viết cho 1 kg thì chúng ta sẽ có dạng là P nhân V bằng RT. Lưu ý thì chút lưu ý là phương trình trên chỉ ứng dụng cho chất khí ở trạng thái cân bằng, tức là thỏa mãn giả thiết mọi chất điểm dòng khí có nhiệt độ như nhau và cùng một áp suất. Về khí thực thì trong thực tế thì khi áp suất tăng, thể tích giảm
dẫn tới là khoảng cách giữa các phân tử giảm. Khi các phân tử gần nhau, nếu không bỏ qua ảnh hưởng tương tác giữa các phân tử và không bỏ qua thể tích bản thân của các phân tử, khí được nghiên cứu được gọi là khí thực. Khi ở nhiệt độ thấp, sự khác biệt giữa khí thực và khí lý tưởng không quá lớn, nên ta có thể áp dụng các định luật về chất khí. Các khí thực chỉ tuân theo đúng các gần đúng các định luật của về chất khí thôi. Ta so sánh giữa khí lý tưởng và khí thực thì khí lý tưởng sẽ tồn tại ở trạng thái khí khi ở áp suất cao, còn khí thực thì tồn tại ở trạng thái lỏng, hơi hoặc là hỗn hợp. Khí lý tưởng không có lực hút giữa các phân tử, khí thực thì sẽ có lực hút các phân tử với nhau. Khối lượng và thể tích bản thân của khí lý tưởng là không đáng kể. Thể tích phân tử chiếm chỗ nhỏ hơn hoặc gần bằng 1/1000 thể tích của khối khí. Còn thể tích của khí thực thì là được coi là thể tích của bình chứa nó. Khối lượng khó đáng kể. Khí lý tưởng thì có va chạm giữa các phân tử là đàn hồi, chúng ta có tỷ số nén. Thì tỷ số nén của nó là không đổi. Còn ở khí thực thì là áp suất nhỏ hơn khi so với khí tưởng, cho nên là tỷ số nén của nó có sự thay đổi. Khí lý tưởng thì tương tác độc lập với nhau, không tồn tại năng lượng dưới các phân tử khi va chạm. Còn khí thực thì tồn tại năng lượng dưới dạng là nội năng và enthalpy. Khí lý tưởng phụ thuộc vào nhiệt độ, khí thực thì phụ thuộc cả vào nhiệt độ và áp suất. Chúng ta có hai phương trình trạng thái của khí lý tưởng và khí thực. Thì có nhắc đến tỷ số nén, thì đây là đồ thị diễn biến, đây là đồ thị diễn tả đường cong trạng thái của các chất khí H2O2 và Ca2H4 ở nhiệt độ 0 độ C, cũng như là khí CO2 ở nhiệt độ 0 độ, 50 độ và 100 độ. Nhìn vào đồ thị, ta có thể thấy được là độ nén của khí lý tưởng là dòng là đường đường thẳng. PV chia RT là bằng 1 là không đổi. Còn khí thực thì độ nén của nó là đường cong và nó thay đổi theo nhiệt độ. Phụ thuộc vào áp suất và chất khí mà khả năng nén của chất khí thực có thể cao hơn hoặc thấp hơn chất khí lý tưởng. Điều này được giải thích bằng thuyết động học phân tử. Trong các chất khí thực, các phần tử tác động vào nhau bởi lực hút, mà ở các chất khí, mà ở đây là các chất khí lý tưởng đã được bỏ qua. Do đó thì nó sẽ dễ nén hơn khí lý tưởng. Khi áp suất giảm, các phần tử cách xa nhau hơn, mà các phần tử của chất khí thực có thể tích lớn hơn và bản thân chúng cũng hầu như là không chịu nén. Đây là chất khí thực ít bị nén hơn là chất khí lý tưởng. Ở áp suất cao, các phần tử khác nhau và đến một áp suất nào đấy chúng sẽ kề sát nhau đến mức mà lực hấp dẫn chuyển dấu, lực hút chuyển thành lực đẩy. Thể tích bình chứa bằng tổng thể tích các phần tử trong bình, dẫn đến là khoảng cách giữa chúng gần như không còn và độ nén đạt mức cực đại. Có thể thấy là ở trong đây là thể tích lớn thì các phần tử có lực tương tác với nhau, khi mà nén lại thì cái thể tích nhỏ đi và các phần tử từ lực lực hút chuyển thành lực đẩy, nó sẽ đẩy nhau. Sau đây là thiết lập phương trình trạng thái của chất khí thực. Chúng ta có phương trình Van der Waals về cơ bản là sự kết hợp giữa sự ảnh hưởng của thể tích phân tử khí và lực tương tác giữa các phân tử khí và phương trình trạng thái khí lý tưởng. P nhân V bằng RT. Để đưa ra chương trình trạng thái cho chất khí thực thì Van der Waals đã giả thiết rằng thể tích giữa các phân tử chất khí là hữu hạn và giữa chúng có tồn tại lực gọi là lực cố kết. Chúng ta lập phương trình trạng thái của chất khí thực. Chúng ta có hai thông số là thông số thể tích. Khi đưa vào phương trình trạng thái thì ông Van der Waals đã sử dụng thể tích tự do, tức là thể tích khoảng không. Thể tích hoạt động của phân tử khí thì bằng thể tích trong bình bạc trừ đi cho thể tích chiếm của các phân tử, tức là V trừ cho B. Đây là phương trình thứ nhất. Thông số áp suất thì trong lòng chất khí
có hiệu ứng cố kết bị triệt tiêu và các phần tử khí tác dụng lẫn nhau và từ các hướng. Song các nguyên tử trên bề mặt của các phần tử tiếp giáp vào tiếp giáp với cách bình chứa thì lực cố kết chỉ tác dụng theo một chiều và giảm áp suất đi một lượng là A trên V bình, gọi là áp suất cố kết. Như vậy áp suất trong lòng chất khí sẽ là P cộng với cả A chia cho V bình. Thì từ 1 và 2 thì chúng ta có được phương trình Van der Waals là phương trình trạng thái của chất khí thực, trong đó A là hệ số ảnh hưởng đến lực tương tác giữa các phân tử và B là hệ số ảnh hưởng của kích thước phân tử. Cả hai thông số AB được xác định qua các công thức, và trong đó thì PCR, TCR và VCR là các thông số ở điểm giới hạn. Ngoài ra đối với hơi nước thì phương trình được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay trên thế giới là phương trình của giáo sư Jan Jura, là do có công thức. Đây là một ví dụ về bài tập. Đó thì xét áp suất của hơi nước ở nhiệt độ T bằng 300 độ C và V bằng 0,0464 mét khối trên kilogram. Theo phương trình trạng thái của khí lý tưởng, phương trình Van der Waals so sánh kết quả đánh giá của tính toán với kết quả thực nghiệm là áp suất bằng 53. Chúng ta biết A và B, A B cho trước. Thì theo phương trình Van der Waals, chúng ta sử dụng công thức và thay số thì ta được kết quả như sau, và so sánh với thực nghiệm thì nó chênh lệch là 2,43% theo phương trình trạng thái khí lý tưởng. Thì sai số thực nghiệm tính ra là 13,9%. Tiếp theo là đến khí hỗn hợp. Thì xét hỗn hợp cơ học của chất khí, thành phần giữa chúng có xảy ra phản ứng hóa học. Xét dòng chất lưu được gọi là hoàn thiện nhiệt khi có nhiệt độ tương đối là thấp và nhiệt lực tương tác giữa các phân tử có thể bỏ qua, nhiệt dung riêng giữa chúng là hằng số. Thì khi nhiệt độ tăng cao đến giới hạn của chất khí là 800 độ K thì chất lưu không được giữ trạng thái hoàn thiện nhiệt, năng lượng được kích hoạt và nhiệt dung riêng CP, CV không còn là hằng số, dẫn đến là nhiệt độ tiếp tục tăng cao hơn nữa, chất lưu không còn hoàn thiện nhiệt, trong khí xuất hiện phản ứng hóa học và các tính nhiệt hóa và lý thay đổi. Đây là một ví dụ là ở nhiệt độ cao thì các tính chất hóa lý bắt đầu thay đổi. Ở áp suất khí huyển thì khí oxy bắt đầu phản ứng và phân đã ở khoảng nhiệt độ là 2000 độ K và phân đã hoàn toàn ở 4000 độ K. Từ oxy ra thành hai phân tử O. Sau 4000 độ K thì khí nitơ bắt đầu phân rã thành hoàn toàn ở khoảng 9000 độ K. Và trên 9000 độ K thì không khí bắt đầu bị ion hóa tạo ra trạng thái plasma. Đây là hình ảnh của trạng thái plasma. Trong thực tế thì hầu hết các chất khí có phản ứng hóa học đều bỏ qua lực tương tác giữa các phân tử, nên từng loại khí riêng biệt có thể giả thiết là hoàn thiện nhiệt và thỏa mãn phương trình trạng thái của khí lý tưởng. Phương trình trạng thái hỗn hợp khí lý tưởng, hỗn hợp khí hoàn thiện nhiệt được viết như sau, là PV nhân M lớn và bằng RT, thì trong đó R là hằng số vạn năng của chất khí, là bằng 3 là 8314,34 joule trên kg mol K, M là khối lượng phân tử của hỗn hợp. Thì M được tính như sau, thì ở đây thì Ci là phân tử khối lượng chất khí của Y và Mi là khối lượng phân tử của từng chất khí. Thì ứng dụng của phương trình trạng thái thì có thể được ứng dụng trong các thiết bị là xi lanh nén khí, bộ lọc khí nén cũng như là máy nén khí piston. Thì có thể là cái máy nén khí piston thì mình có thể đã được nhìn thấy nhiều là ở hàng sửa xe, họ sử dụng máy này để bơm khí, bơm lốp như là rửa xe, sấy cũng như là dùng để gọi là thổi khí ấy.
Đây là về bộ lọc khí nén thì được sử dụng để lọc tách nước, bụi bẩn, khí nén để vuốt trơn các thiết bị chuyển động, duy trì và điều chỉnh áp suất của hệ thống máy nén khí để đảm bảo sự kết nối giữa các chi tiết máy đến các thiết bị nén không khí thực hiện nhiệm vụ tách nước. Ngoài ra thì đây là cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy nén khí piston, và chúng em đã chuẩn bị một video về cấu tạo và nguyên lý hoạt động. Đó là nguyên lý hoạt động và cấu tạo của máy nén khí piston. Và một ứng dụng khác thì nó được sử dụng trong chu trình máy lạnh bơm nhiệt ở phần bơm. Ở phần máy nén thì được sử dụng nhiều nhất là ở phần máy nén, giúp thay nén mô chất để có được áp suất, để thay đổi được áp suất và nhiệt độ. Đó thì sau đây là đó là những gì bọn em tìm hiểu được về chu trình về quy trình trạng thái của chất khí. Em xin cảm ơn và mời thầy và các bạn đặt câu hỏi. Rồi, cảm ơn nhóm 7. Như vậy là nhóm 7 đã vừa trình bày các cái nội dung về phương trình trạng thái. Nhưng mà đây là chất khí lý tưởng hay là chất khí thực đây hả anh? Có thể là thầy giao cả chất khí lý tưởng và cả khí thực. Thế thì cái ứng dụng cái nào là liên quan đến chất khí thực, cái nào là liên quan đến chất khí lý tưởng và cái công thức như thế nào? Và đúng lại để các bạn trong lớp chúng ta đặt câu hỏi đi ạ. Vâng. Tôi thấy cần phải làm rõ nhiều đấy các bạn. Dạ, này bọn em tìm kiếm được hơi ít tài liệu nên là cũng không rõ lắm ạ. Vấn đề không phải nhiều tài liệu đâu các em, thì tài liệu thì rất nhiều, chỉ có điều là các em xử lý, các em vận dụng rồi các em làm rõ nó vào trong cái công thức thôi, chứ còn tài liệu thì với phương trình lý tưởng và chất khí thực thì nó rất là nhiều chứ không có gì đâu. Vâng ạ. Rồi xin mời đi ạ.
em lật đến trang phần đầu đi ạ. Rồi đến dừng đến phần công thức rồi vân vân, chúng ta phải có điểm nhấn để các bạn theo dõi các em đã nhận được cái slide của các bạn để nhóm chưa ạ? Rồi ạ. Phần lý khí lý tưởng thì dễ rồi đúng không? Nhưng mà cái ví dụ để làm rõ cái phương trình lý tưởng như thế nào đấy, vẫn là câu chuyện lặp lại của những các cái nhóm, một số cái nhóm trước. Rồi xin mời các nhóm, các bạn trong lớp, các cái nhóm khác, chúng ta đặt những câu hỏi và chúng ta chưa rõ chỗ nào, các bạn trình bày cái gì, thậm chí kể cả ngay câu chuyện là các bạn vừa trình bày cái gì, nội dung như thế nào, hướng tới giải quyết cái gì, đúng không ạ? Sau đó mới ví dụ cụ thể như thế nào. Xin mời đi ạ. Thầy, là các bạn cho hỏi là khi lý tưởng thì mình được áp dụng được vào cái gì? Em thấy mấy ví dụ như là của khí thực thì phải. Các bạn cho mình hỏi là khí khô là gì? Hai câu. Thứ nhất là khi lý tưởng áp dụng trong trường hợp nào, đúng không? Trong ví dụ của bạn và đầu tiên giải thích khi lý tưởng đã là gì đã, đúng không? Sau đó là ứng dụng trong cái trường hợp nào, ví dụ nào là khi lý tưởng, đặc thù là gì, đúng không? Tính chất là gì? Thứ hai là khi khô là gì. Rồi tiếp tục đi ạ. Cái nội dung này thì nó không khó, nội dung này là thực ra chúng ta học từ lớp 10, lớp 11 gì đó, đúng không? Nó không hề khó. Và phần nhiệt động của chúng ta ấy, chúng ta cũng đừng nghĩ là chúng ta lên đại học mới học đâu, chúng ta học từ lớp 10, lớp 11 rồi đấy. Tiếp tục các bạn khác đi, mới có Quân với cả Hoành á, tiếp đi. Cho mình hỏi là trong cái slide 7 ấy, nếu mà trường hợp là không phải khí khô thì máy nén khí nó xảy ra hiện tượng gì ấy? Cho mình hỏi là ở trang số 9 ấy, phần một nhỏ các bạn nói là khi ở nhiệt độ thấp thì sự khác biệt giữa khí thực và khí lý tưởng không quá lớn nên ta có thể áp dụng các định luật về chất khí. Các bạn có thể giải thích được mấy phần đấy không? Rồi, tức là khi nhiệt độ thấp thì cái sự khác biệt không quá lớn là vì sao, đúng không? Vâng. Vì sao và tính chất là cái gì và vì sao thì nó không quá lớn mà áp dụng được là lý do làm sao, đúng không? Tiếp tục đi ạ. Em có câu hỏi là các bạn giải thích của mình về cái nhỉ? Cố kết đây chưa nhìn thấy. Đức à? Vâng. Các bạn giải thích của mình về cái lực cố kết ấy, là cái lực gì ạ? Lực cố kết lực phân tử là lực gì? Mới có 4 câu, tiếp tục đi ạ. Các bạn khác, các nhóm khác chưa ạ? Hiểu hết rồi ạ. Rồi tôi mời thử một bạn, chủ động mời cho nó dễ. Hữu Tiến thế nào? Trần Hữu Tiến. Dạ vâng, có em ạ. Có câu hỏi gì không? Dạ em đang xem lại cái em hơi thắc mắc là ở đoạn hầu hết các chất khí có thể xảy ra phản ứng hóa học đều có thể bỏ qua lực tương tác. Các phân tử là như nào?
Rồi, tại sao mà không tự đến lúc thầy họ thì họ mới hỏi. Vâng, em đang thử tự tìm hiểu. Vâng, các bạn cho mình xin phép đặt câu hỏi đấy ạ. Ông Thông như là ông Hoàng Văn Thông hôm nay có hỏi gì không? Thông đâu? Hoàng Văn Thông. Em về ạ. Ngồi thấy không? Không ạ. Hiểu hết rồi gì? Em hơi hiểu ạ. Hơi hiểu, thế chỗ nào chưa hiểu thì hỏi đi. Thông. Rồi ông chờ ông này có vẻ mạng chất lượng đường truyền có vẻ yếu quá nhỉ? Học thì nó có hiệu quả không? Thông nghe rõ thì nói không? Có rồi ạ. Máy em nó hơi chậm chút ạ. Ông phải chuẩn bị cho nó tốt cái việc đó. Không để tình trạng như thế được. Ở quê ở khu nào đấy? Bây giờ em đang ở trên Hà Nội. Trên Hà Nội thì tại sao mạng yếu thế, mạng chập chờn thế? Không phải là mạng yếu mà máy em nó chậm. Máy điện thoại em đây, máy điện thoại máy gì hay máy tính đấy? Bây giờ em đang dùng máy tính ạ. Rồi đặt câu hỏi đi, cho nên tôi trong một vài phút để tiếp tục hỏi ông khác, xong ông xem có vấn đề chỗ nào chưa rõ phải hỏi nhá. Mạnh dạn lên, học như này là phải chủ động chứ không phải là cứ chờ thầy hoặc là các bạn trao đổi. Phải đọc trước tài liệu các bạn đã gửi cho các em chúng ta rồi. Trần Mạnh Tuấn đây nào. Em thấy em muốn hỏi. Tên gì đấy? Em Nguyễn Quang Vinh ạ. Em muốn hỏi các bạn là tại sao lại có phương trình trạng thái ạ? Bởi vì chỗ đấy em chưa hiểu lắm. Tại sao phương trình trạng thái à? Ok. Em chào Mạnh Tuấn, em có câu hỏi là các chất khí ở trong các máy nén khí là khí gì ạ? Cái độ nén của khí nó ảnh hưởng như nào đến công suất của máy độ nén của khí nó ảnh hưởng như nào đến năng suất của máy nhỉ? Đúng rồi. Sau này các em sẽ gặp rất nhiều, các em làm việc rất nhiều máy nén khí các em ạ. Nếu các em làm với công nghiệp hay là bất cứ cái lĩnh vực nào chúng ta cũng đã đều làm được máy nén khí. Nên là cái đây một trong phương trình khá quan trọng ứng dụng cho ông ta. Và một trong những vấn đề mà chúng ta hay gặp với máy nén khí chúng ta. Như sau này tôi sẽ nói thêm. Ngoài vấn đề về công nghệ, ngoài vấn đề về lý thuyết, đúng không? Thì những cái vấn đề về xử lý các tình huống, ví dụ như là tại sao thì chúng ta phòng máy nén khí phải thoáng mát, tại sao lại không đạt được hiệu suất, không tại sao không đạt được năng suất như chỗ Tuấn cũng vừa hỏi đấy. Rồi ngay cả bản thân tôi khi mới ra trường làm cũng đã gặp một lần, thực ra là mình không kinh nghiệm, nó làm khó mình, họ làm khó mình. Đấy. Giữa mùa hè, giữa trưa mùa hè nó cho đi nghiệm thu máy nén khí. Thì ảnh hưởng gì không? Đấy. Nếu chúng ta hiểu được bản chất chúng ta sẽ thấy ngay được là rất đơn giản thôi, tất cả mọi thứ đều có nguyên tắc trong từ lý thuyết mà ra hết. Rồi một câu hỏi thêm dành cho các em nữa là gì, tại sao trong máy khí nó đều nó có dầu,
Thì vì sao cần dầu? Dầu để làm chức năng gì? Nhiệm vụ chức năng gì của dầu? Thì các em buổi sau các em có thể tìm hiểu, các em có thể là trả lời cho tôi ngay, chưa cần trả lời ngay. Các vai trò chức năng của nhiệm vụ của dầu trong máy nén khí. Vai trò nhiệm vụ chức năng của dầu trong máy nén khí. Ở máy nén khí chúng ta gặp rất nhiều vấn đề đấy, tôi xin nói chúng ta thế. Và khí nén chúng ta dùng hàng ngày nhưng nó là một cái năng lượng, là một cái dạng năng lượng đắt tiền. Và UNIDO là một cái đơn vị mà tổ chức giống như là UNICEF. Nó cũng có một cái chương trình chuyên cho cái việc máy nén khí, tiết kiệm năng lượng cho máy nén khí. Không hề đơn giản. Mà liên quan hoàn toàn đến mấy cái phần lý thuyết về khí, về phương trình trạng thái và chất khí thực và chất khí lý tưởng. Rồi như vậy là có khoảng 6-7 câu hỏi rồi các em nhóm đang nghiên cứu tiếp để trả lời, còn lại những các bạn khác tiếp tục đặt câu hỏi nhé. Cần tôi phải tiếp tục tôi mời từng bạn. Mời các ông mới bắt đầu nói ra là chưa rõ hoặc là hiểu chưa hiểu hết. Phong Vũ đây nè, có đặt câu hỏi gì không? Phong Vũ đâu? Ở đây ạ. Có câu hỏi gì không? Em chưa có câu hỏi nào. Hiểu hết rồi. Cũng chưa thể hiểu hết. Thế thì em còn chỗ nào em chưa hiểu? Vũ đâu? Còn chỗ nào chưa hiểu? Chưa hiểu hết thì còn chỗ nào chưa hiểu? Còn chỗ áp suất cố kết. Lực cố kết chứ, áp suất cố kết đi. Áp suất cái thiết lập quy trình trạng thái chất khí thực. Rồi. Thế còn chỗ khác hiểu hết rồi hay thế nào? R là gì đấy à Vũ? Rồi. Trong công thức R là gì đấy? Thầy R là hàm số chất khí ạ. T là nhiệt độ gì? T là nhiệt độ tuyệt đối. Tuyệt đối tức là nhiệt độ gì đây? Tại sao lại có cái nhiệt độ tuyệt đối đó? Biết không? Nhiệt độ này là khi xét tại chúng ta có mấy loại nhiệt độ đúng không? Nhiệt độ gì ạ? Celsius đúng không? Nhiệt độ Fahrenheit đúng không? Nhiệt độ gì ạ? Kelvin đúng không? Đúng không? Một cái em đang nói ở đây là nhiệt độ Kelvin hay nhiệt độ Fahrenheit? Tại sao gọi là nhiệt độ tuyệt đối? Rồi, mời nhóm chúng ta bắt đầu chuẩn bị trả lời đi. Tôi trao đổi một vài ý thế để chúng ta hiểu rằng là chúng ta tất cả những cái gì ở trên này chúng ta nhìn thấy mà chúng ta thấy khó hiểu. Thậm chí tôi biết là có những câu hỏi nó sẽ lơ ngơ, có thể có những câu hỏi mà nó thậm chí là nếu như lơ ngơ thì hoặc là nó có những phần khác nó sẽ trả lời nó ở phần khác. Nhá. Các bạn phải đọc. Đấy. Để chúng ta hiểu rằng là gì, có những cái chúng ta bị hỏng kiến thức từ trước cũng không sao cả, nhưng chúng ta hỏi để mọi người chỉ cho chúng ta biết rằng chúng ta phải đọc ở đâu, làm cái gì. Không có nghĩa là tất cả các câu hỏi phải trả lời hết, nhưng mà các bạn cứ hỏi thôi, bởi vì đấy quyền các bạn được hỏi. Có thể có những câu hỏi mà sẽ không được giải đáp bởi vì nó đã nằm ở trong nội dung khác hoặc nội dung đã trình bày.
Em thưa thầy, em có câu hỏi ạ. Tên gì đấy? Ngô Quang Huy ạ. Ừ. Em thầy là ở phần phương trình thì đơn vị của P là bằng bao nhiêu để nó tương ứng với cả đơn vị của VT và R? Tức là đơn vị của P nó là gì chứ không phải bằng bao nhiêu đúng không? À vâng, tức là đơn vị của P thì nó là gì ạ? Là 3 hay là cái mắt cạn? Dạ. Em thầy, em xin trả lời câu hỏi của bạn Huy, đó là đơn vị của áp suất là pascal ạ. Ừ. Hay còn 1 pascal bằng 1 newton trên mét ạ. Bình phương. Rồi ạ. Vâng, em cảm ơn bạn Thắng. Cảm ơn bạn Thắng. Vâng. Còn câu hỏi khí khô là gì thì em xin được trả lời ạ. Khí khô là sản phẩm thu được từ khí thiên nhiên hay khí đồng hành sau khi xử lý tách loại nước và các tạp chất hữu cơ, tách khí hóa lỏng và được xử lý khí tạo ra các thành phần chủ yếu làm CH4 ạ. Khí khô được sử dụng rộng rãi trên thế giới làm nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện, làm nhiên liệu cho các nhà máy hóa dầu để sử dụng sản xuất phân đạm, chế biến hóa dầu và cung cấp cho khách hàng công nghiệp. Hiện nay thì khí khô được sản xuất gần 35% sản lượng điện và 70% sản lượng phân đạm của cả nước và sẽ được sử dụng làm nguyên liệu cho các tổ hợp hóa lọc dầu trong tương lai gần. Khí khô là một nhiên liệu sạch và thân thiện môi trường. Rồi ạ. Đọc là hỏi khí khô. Em hiểu rồi thầy ạ. Em đang hỏi về vai trò chức năng của dầu trong máy nén khí. Hết lượng trực tiếp chất lượng khí nén và tuổi thọ của máy. Dầu trong máy nén khí nó có chức năng là làm mát, bốc cháy trong gì và làm khí. Ông Nghĩa Sáng, ông mic của ông ồm lắm, chẳng nghe rõ đâu. Như vậy mới lưu được 2 chức năng đúng không? Không có chức năng đó là làm mát, bôi trơn, chống rỉ. Rồi, 3. Nó ảnh hưởng đến chất lượng khí nén và tuổi thọ của máy ạ. Còn gì nữa không? Rồi để cho nhóm bạn trả lời tiếp đi đã, xong rồi lát tôi sẽ trao đổi sau cái phần dầu máy khí sau, cái đó chỉ tầm mở rộng thôi. Tiếp tục đi ạ, nhóm tiếp tục trả lời đi ạ. Như vậy là phần khí khô đúng không? Nhưng tại sao là phải dùng khí khô? Tại sao phải nén khí khô? Một ví dụ nói khí khô nén thông thường thì sao? Và có độ ẩm thì sao? Ảnh hưởng cái gì như vậy? Bạn hỏi cơ mà, đúng không? Như vậy khí khô chúng ta hiểu một cách nôm na ở đây là gì ạ? Là khí đơn chất mà không có hơi nước, nôm na như vậy thì có thể trong thực tế chúng ta thì có thể là gì ạ? Là CO2, có thể là nitơ, có thể là gì ạ? NH3 và có thể là CH4. Được chưa ạ? Chứ còn các bạn vừa đọc ở trong có thể đâu đó là một cái định nghĩa khí khô liên quan đến khí nhiên liệu. Còn trong thực tế chúng ta hoàn toàn là nitơ, có thể là gì ạ? Oxy. Đúng không? Nhưng nó không lẫn hơi nước, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng vậy những ý thứ hai bạn hỏi tôi thấy rất hay đấy, tức là khi có hơi nước vào thì sao? Thì sao? Đúng không? Đúng Hoành nhỉ? Đúng không? Hoành hỏi ai hỏi nhỉ? Dạ vâng ạ, em hỏi thầy ạ. Ừ, thế còn ví dụ như là nó có lẫn hơi nước thì sao? Ý thứ hai đúng không? Là như vậy mà. Dạ vâng ạ. Tiếp tục đi, nhóm bắt đầu trả lời tiếp đi ạ. Mới trả lời được một ý của cái đó, còn ý thứ hai.
Mà cái ý đấy mới là ý hay đấy. Sau này khi các em làm việc nó cũng ảnh hưởng đến hiệu suất của máy nén khí đấy. Rồi thậm chí là trong máy lạnh chúng ta cũng thế. Nếu như các bạn sau này các bạn học máy lạnh cũng thấy là nén khí khô như thế nào, có hơi nước thì sao, đúng không? Tiếp tục đi, nhóm đâu rồi? Thầy chơi để ông Nghĩa ơi, ông có cách nào, ông loa của ông có vẻ là không được ngon lắm. Ông bỏ mic ra xem nào. Hay cái mic tôi chán đi. Không, ông chat lên trên này vậy, ông đánh typing trên này vậy. Ông sáng nhỉ, xin lỗi, Hoàng Nghĩa sáng. Rồi nhóm bắt đầu cứ trả lời đi ạ, chờ bạn sáng bạn đi sẽ đánh ở trên kia đấy, chứ còn cái mic của bạn khó nghe lắm, không nghe rõ. Em thưa thầy, câu hỏi về lực cố kết là gì thì em xin trả lời ạ. Lực cố kết là một loại lực tương tác giữa các phần tử có tiếp xúc với nhau được đặt mô tả một loại tương tác phụ thuộc vào khoảng cách giữa các phân tử. Các phần tử tham gia vào lực này thường là phân tử không giống như liên kết ion, liên kết cộng hóa trị. Lực này hút các phần tử gần nhau và dính lại với nhau, nhưng lực yếu nên dễ bị thay đổi. Lực cố kết nhanh chóng biến mất khi các phần tử cách xa nhau ạ. Trong vật lý phân tử thì khi các điện tử ở một nguyên tử cấu tạo nên các phần tử đó tình cờ đến một khu vực trong một thời điểm thì lực lưỡng cực được tạo thành một thời điểm đó, do đó ngay cả khi một phân tử thuộc loại không phân cực thì sự dịch chuyển này làm cho phân tử đó trở nên phân cực chớp nhoáng, từ đó chúng có thể dính với nhau. Ông chuyển nó thành cái kiến thức của ông xem nào. Bây giờ lực cố kết là gì? Đông na thôi, nó ba cái đầu dòng thôi. Một là gì? Hai là gì? Ba là gì? Thứ nhất là lực cố kết là lực tương tác giữa các phân tử có tiếp xúc với nhau ạ. Ừ. Thứ hai đó là lực tiếp xúc ở mức độ như nào? Nó phụ thuộc vào khoảng cách giữa các phân tử ạ. Ừ. Khoảng cách đến đâu thì thôi. Lực này nếu sẽ biến mất khi các phân tử cách xa nhau, còn đấy. Rồi, ý thứ nhất là gì? Là lực cố kết tức là lực gì ạ? Lực tương tác giữa các phần tử, đúng không? Dạ. Và nó phụ vào khoảng cách giữa các phần tử đó, đúng không? Dạ. Khoảng cách đó thế nào đủ lớn? Tức là gì ạ? Tức là R, đúng không? À, xin lỗi, là cái D, hay là khoảng cách đó lớn hơn gấp nhiều lần cái gì ạ? Cái D hay là cái đường kính, hay à, xin lỗi, bán kính tương tác, đúng không? Mà trong gọi là gì ạ? Phân tử học thì nó gọi là bằng vô cùng, đúng không ạ? Vâng. Hơn rất nhiều so với cái bán kính của phân tử. Có đúng thế không? Rồi ạ. Phải đọc kỹ. Rồi tiếp tục đi ạ, còn gì nữa? Hỏi mở rộng thêm một tí thôi để các bạn rộng không mà
Sau đây xin trả lời câu hỏi là khi nếu mà có hơi nước vào trong máy nén khí thì nếu mà có hơi nước vào trong máy nén khí thì sẽ làm cho nước sẽ chiếm một phần dung tích của bình chứa khí nén, làm cho máy nén khí chứa được ít không khí hơn và sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu suất của máy. Cũng như là nếu mà trong một số ngành như là nha khoa hay là phun sơn thì khi mà phun khí ra mà có nước thì nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến cái công việc đang làm. Nếu mà nước có trong máy nén khí thì nó dễ làm hư hỏng các bộ phận liên quan ở trong máy vì là nó có hoạt động không chính xác. Trong cái phương trình này thì có nước thì nó ảnh hưởng đến cái gì? Em nhìn những phương trình, ví dụ như phương trình trạng thái P cho chất khí lý tưởng chẳng hạn thế, phương trình Van de Waal này thì PV bằng RT chẳng hạn thế, thì khi có nước lẫn trong đó thì câu chuyện là nó sẽ ảnh hưởng đến các thông số nào trong đây? Nó sẽ ảnh hưởng đến đến nhiệt độ và áp suất. Tại sao? Thì PR có ảnh hưởng gì không? Thể tích của cái phần nén cũng có ảnh hưởng, nếu mà thể tích khí thì sẽ ảnh hưởng. Bởi vì nước đã chiếm một phần thể tích khí nén được rồi. Cho anh. Dạ. Còn áp suất thì áp suất là từ cho em một phút. Rồi tiếp tục đi các em. Em thầy, để trả lời tiếp câu hỏi là tại sao có thể bỏ qua lực tương tác giữa các phần tử khí, thì em trả lời câu hỏi này ạ. Trong các hạt khí, trong các chất khí có các hạt thể có các hạt tự do chuyển động trong không gian. Lực tương tác giữa các hạt rất yếu và lực của các hạt chủ yếu tương tác với nhau qua va chạm ngẫu nhiên hoặc với các thành, nên ta có thể bỏ qua lực tương tác. Rồi, thế cái phần mà có nước vừa xong bạn Trần Anh gì đây? Dạ em chưa giải thích được cái phần đấy. Em để ý này. Mình sẽ trả lời cho từng câu hỏi một nhé, cho nó cái nào mà các bạn chưa ổn thì mình sẽ bổ sung ngay thì rõ này. Nhất là liên quan đến cái mà ảnh hưởng của hơi nước ấy, thì nhìn vào công thức ngay ông PVRT kìa. Thì với R lúc đấy nó cũng là gì ạ? Hằng số chất khí. Nhưng mà với khí mà ông ta là gì ạ? Là có hơi nước thì lúc đó là khí nhiều phần tử, R cũng sẽ khác. Được chưa? Đấy là thứ nhất. Thứ hai là cái PV kìa. Chúng ta tra bảng trong cái bảng thì nó cũng là ví dụ như là khói nó cũng khác. Đúng không? Và khí hơi xin lỗi là khí hoặc là môi chất mà nước thì nó cũng khác, và môi chất các cái khí mà hỗn hợp thì PV lúc đấy chúng ta lại phải bằng thực nghiệm, nên lưu ý như vậy. Đấy, nên là khi mà chúng ta tính toán chúng đều có cái phải, tức là phải bằng thực nghiệm thì mới xác định được các cái thành phần như PV, RT kia, nếu như thành phần hơi nước thay đổi hoặc là không phải không khí khô, như vậy thì chắc chắn là câu chuyện cái PVR nó sẽ là các hàng số, nhưng thông thường là cho một cái trạng thái là khí khô, còn khí mà lẫn hơi nước như vậy là thành phần lúc đấy là sẽ khí 2 phần tử, 3 phần tử vân vân, đúng không? Giống như khói chúng ta phải tra bảng riêng, được chưa? Được chưa nhỉ? Đấy, nhìn vào công thức cũng thấy ngay là lúc đấy là công thức lúc đấy là chúng ta cũng tra bảng là một cái khác. Nếu không có thì chúng ta phải như các cái bảng mà xây dựng được là người ta bằng thực nghiệm hết đấy ạ. Để nói để các em hình dung như vậy.
Rồi, còn về một số cái ứng dụng mà bạn nói thì bạn Trần Anh Thắng à, đúng không? Trần Anh Quang này cũng đã nói thì đúng, đấy là những ứng dụng thôi. Ứng dụng mà khi mà có hơi nước trong đó thì ví dụ như máy nén khí mà có hơi nước đó chắc chắn là gì ạ? Là nước nó sẽ tách ra ở trong bình khí nén và nó ngưng lại là tạo thành một cái, tức là đúng lại là nó có mấy cái yếu tố. Thứ nhất là làm cho trong khí nén mà có hơi nước mà đưa vào cái sản phẩm chúng ta mà chúng ta dùng, ví dụ chẳng hạn chúng ta thổi sạch hoặc chúng ta làm sạch thì nó lẫn hơi nước thì nó rất là dở, không ổn. Đấy, khí không thôi, chúng ta làm sạch bằng khí chứ chúng ta không dùng cái nước có trong khí đó. Ví dụ như chúng ta rửa các cái bao mạch điện tử mà nó có cái khí nén nó có lẫn hơi nước vào đó thì nó phun vào đấy thì nó han rỉ hết các cái bao mạch điện tử, vì vậy nó cần phải không khí rất là khô. Đấy, thế thì trong thực tế máy nén khí mà người ta muốn không khí khô, người ta phải sấy, người ta phải tách. Đó, bởi vì trong nước, trong không khí của chúng ta thông thường này là nó có lẫn hơi nước, và khi mà nó có lẫn hơi nước vào trong đó, khi áp suất nó thay đổi thì lập tức là nó sẽ ngưng tách khỏi không khí, và như vậy thì nó sẽ tách riêng ra. Nên là rồi ý thứ ba nữa là gì, là nếu như nó vào các cái bo mạch đấy, nó như tôi vừa nói, tức là nó vào cái bo mạch đó nó lại bị han rỉ, bởi vì chúng ta dùng không khí khô để chúng ta thổi sạch nhưng lại có lẫn hơi nước, và lập tức là nó lẫn giống như cái bo mạch điện thoại chúng ta mà bị chúng ta rơi nước rồi, lập tức một thời gian sau nó han rỉ hết. Có thể chưa lúc ấy chưa bị ngay nhưng mà sau này nó sẽ han rỉ hết. Đấy là cái lẫn hơi nước là như vậy. Rồi khi lẫn hơi nước vào thì các cái quá trình nén như tôi vừa nói, PV và RT kia nó cũng sẽ khác. Đấy, ảnh hưởng đến cái quá trình nén. Rồi khi lẫn hơi nước vào ấy thì lập tức là gì ạ? Là cùng một cái công hút vào như vậy, nhưng mà lẫn hơi nước vào chúng ta phải nén hơi nước lên một cái áp suất cao, xong nó lại ngưng tụ, nó xảy ra bên ngoài, như vậy là lãng phí về mặt năng lượng nữa. Thì đấy là những cái mà rồi có lẫn hơi nước vào lập tức là gì ạ? Là hiệu suất của quá trình nén đây này, PV ảnh hưởng, PVR ảnh hưởng thì lập tức là gì ạ? Là PVRT nó sẽ thay đổi, và như vậy thì quá trình nén ta không đạt được áp suất như mong muốn. Còn một cái ví dụ nữa mà tôi nói là khi mà trời nắng ảnh hưởng nhiệt độ ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến máy khí như thế nào. Chúng ta nhìn ngay thấy đây, khi nhiệt độ tăng lên, PVRT đúng không, nhiệt độ tăng lên, R thì là hằng số, như vậy thì PV tăng lên tức là gì ạ? Tức là máy nén phải sinh một cái gì ạ, một cái công lớn hơn, đúng không? PV phải sinh ra một cái năng lượng để bằng cái RT, T năng tăng lên, như vậy thì rõ ràng là PV phải tăng lên. PV tăng lên tức là gì? Năng lượng của công sinh ra của máy nén phải tăng lên, và công sinh ra máy nén tăng lên tức là nó phải dùng tiêu thụ gì nhiều điện gì? Năng lượng có tự sinh ra được đâu các em. Muốn năng lượng do PV tăng lên, áp suất và thể tích đầu nén ra tăng lên thì công sinh ra từ đâu? Từ trục động cơ, và trục động cơ thì từ đâu? Từ điện năng, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ tiêu thụ nhiều năng lượng, nhiều điện năng hơn, vân vân. Đấy là một số những cái ví dụ. Rồi tiếp tục đi ạ, còn câu hỏi nào nữa không ạ? Mấy giờ hết giờ các em nhỉ? Hình như hết giờ đấy thầy. Thôi còn một hai câu hỏi nữa thì buổi sau chúng ta tiếp tục, chúng ta trả lời nốt. Còn đúng không? Có nhóm nữa rồi. Còn một vài những cái câu hỏi nhỏ nhỏ nữa các bạn nghiên cứu và trả lời cho thật rõ cho tôi, buổi sau chúng ta tiếp tục một vài ý nữa nhé. Và các bạn cũng đề nghị các bạn về các bạn xem lại cái slide của các bạn để có những câu hỏi thêm nữa, bởi tôi rất là muốn là chúng ta học chúng ta phải rõ hiểu bản chất của nó. Nếu chưa rõ chúng ta cũng hỏi để các bạn phải làm rõ, và nếu như các bạn không làm rõ được tôi sẽ làm rõ cho các bạn, và tôi sẽ đánh giá cái nhóm đã trình bày, rồi thậm chí là các em. Như vậy nha, để các em hình dung như vậy để chúng ta bằng phải hiểu được thì thôi, được chưa ạ? Chúng ta cố gắng rút ngắn được những cái tăng được hiệu quả của nó lên, và cố gắng được hiểu được bài bản đúng bản chất của vấn đề. Được không các em? Nhóm chuẩn bị nhá, cái nhóm phải để trả lời tiếp. Thế còn một vài cái comment của bạn trên này thì tôi sẽ đọc thêm, và rất là cảm ơn chúng ta cái sự phối hợp chúng ta. Nếu chúng ta có chuẩn bị bài tốt chắc chắn là sẽ hiệu quả, được chưa ạ? Vâng. Chúng ta bị động thì sẽ không được đâu, tôi khẳng định luôn, nó sẽ khó hơn và sẽ không hiệu quả bằng, nhưng nếu chúng ta chủ động thì chắc chắn sẽ hiệu quả hơn, vì chúng ta phải đi đến cùng vấn đề, và tôi sẽ hỗ trợ các em để giải quyết cái đó nhé.
Rồi, thế còn cái một số bạn cũng tôi biết là trong trong thâm tâm các bạn vẫn ứng dụng chúng ta vẫn chưa rõ lắm, thì một là chúng ta sẽ trao đổi để nó rõ, áp cố gắng các cái nhóm trình bày phải áp vào công thức, phải cố gắng là vận dụng vào công thức. Thế còn vận dụng vào một cái bài tính cụ thể hay gì đó thì sau này cái phần tiếp theo nó sẽ có cái phần mà ví dụ thì nó sẽ dễ hơn. Còn đây chúng ta chỉ ứng dụng theo nghĩa là chúng ta cố gắng làm sao vận dụng vào công thức, được chưa? Rồi, cảm ơn các em, chúng ta nghỉ buổi xong, chúng ta tiếp tục cũng ảnh hưởng đến nhóm những cái ca khác của các bạn khác. Chào thầy ạ. Cảm ơn các em.